Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Trung Nhạc không nhìn thẳng vào Hiếu Sơ Tình để tránh việc nàng ta cảm ứng được sát khí từ mình. Nhất định phải giết á. Tân Hỏa bèn nói: Khó đấy, con bỏ cái này tuy nhỏ tuổi thế nhưng rất mạnh, tu vi đã là thoát thai cảnh rồi. Nhưng linh hồn của á vốn là nguyệt linh trời sinh, mạnh hơn ngươi rất nhiều. Linh thể trời sinh rất khó đối phó, bởi linh hồn bọn họ bẩm sinh đã mạnh hơn người bình thường. Uy lực thần thông rất đáng sợ, mà sự khống chế thần thông cũng mạnh mẽ dị thường. Mà khoan, có điểm kỳ quái rồi, Hiếu Sơ Tình này là nguyệt linh thể nguyệt diệu. Nghe thế, Trung Nhạc bèn hỏi: Sao ngươi phát hiện ra? Thì nguyệt linh biến mất hơn phân nửa là đang ở thần tộc Hiếu Mang. Nguyệt thạch và nguyệt linh bị người ta móc ra khỏi mặt trăng, tất nhiên sẽ không bùng nổ nguyệt diệu nữa rồi. Như vậy sao có thể là nguyệt linh trời sinh được? Không có nguyệt linh trời sinh, như vậy nguyệt linh của á tất nhiên là có nhờ tu luyện rồi. Tân Hỏa thấp giọng nói: Nàng ta cũng giống ngươi, đều cảm ứng linh ở gần nên mới được linh mạnh nhất kìa. Ngươi ngộ được nhật linh, còn á ngộ sang nguyệt linh. Bởi vì á lĩnh ngộ được nguyệt linh mạnh nhất, cho nên người khác mới có thể hiểu nhầm là á có linh thể nguyệt diệu. Nhưng tu vi của á cao hơn ngươi. Nhật linh với nguyệt linh lại là tương sinh tương khắc, tu vi linh hồn của á cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của á ta, nên đừng có chọc vào á. Tân Hóa, ta không chọc nàng ta, chưa chắc ả sẽ không động tới ta đâu. Trong thức hải, linh hồn Trung Nhạc lắc đầu nói: Người không thấy kỳ quái sao? Ta trở về từ mặt trăng, không lâu sau thần tộc Hiếu Mang liền đưa người có huyết thống nhân tộc tới, mà lại là Hiếu Sơ Tình với linh thể nguyệt diệu hay sao? Ta cảm thấy là bọn họ muốn dụ người đào tẩu khỏi mặt trăng để giữ gìn bí mật của thần tộc bọn họ. Người biết rõ thần tộc Hiếu Mang muốn dụ ngươi ra, sao còn muốn giết nàng ta như vậy? Tân Hỏa tò mò hỏi: Ngươi nên lẩn núp mới phải, né tránh mới phải. Nếu ngươi mà hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ bị cường giả thần tộc xử lý ngay, có mà giữ được mạng? Trung Nhạc gật đầu đáp: Lời ngươi nói không sai, thế nhưng đại hoang là của nhân tộc chứ không phải là của thần tộc. Thần tộc Hiếu Mang sắp xếp Hiếu Sơ Tình vào đây mưu đồ gây rối, mà lại còn là nhằm vào ta, ta há có thể nhẫn nhịn được. Huống chi nếu thần tộc muốn tra xét, sợ là không lâu sau sẽ tra tới đầu ta, khi đó lại càng nguy hiểm. Tân Hỏa suy tư nói: Vậy thì khó rồi đấy, kiếm môn không cho phép đệ tử tương tàn, mà cái con bỏ cái này xuất hiện ở kiếm môn chính là để dụ ngươi ra. Nếu ngươi ra tay với nó, tất sẽ chúng mai phục. Trung Nhạc gật đầu: Yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Nếu ta đã ra tay, ta tất sẽ cho á một chiêu chí mạng, không để lại dấu vết nào. Vị Hiếu sư huynh kia đã đi rồi, để lại Hiếu Sơ Tình. Đột nhiên Trung Nhạc khiếp sợ, bởi một thiếu nữ bước lên nắm lấy tay của Hiếu Sơ Tình. Hai cô nàng cười nói, chỉ lúc sau đã trở thành hảo hữu. Hai thiếu nữ này, một như thần nữ trong mặt trăng, một như nữ thần trong nước. Cả hai đều có mỹ mạo đẹp đẽ, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Mà cả hai nay đứng chung một chỗ, hệt như một đôi tỉ muội, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, khiến cho đám luyện khí sĩ nhìn không rời mắt được. Còn nữ luyện khí sĩ thì cúi đầu, tự biết xấu hổ khi thua kém người ta. Trung Nhạc nhíu mày: Thiên Tượng Lão Mẫu ư? Bọn họ liên thủ sao? Nữ tử kia đúng là Thủy Thanh Nghiên, Thiên Tượng Lão Mẫu đang nói chuyện với Hiếu Sơ Tình. Kiếm môn lắm thị phi thật, có ma tộc cũng có thần tộc, nay lại có cảnh tướng ma tộc với thần tộc bắt tay. Tân Hỏa bật cười nói: Thần tộc với ma tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp,
có một mối huyết thù, có tẩy rửa như thế nào cũng không sạch được. Thế mà lại bắt tay với nhau tới hại kiếm môn này, thật là thú vị mà. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Hai thiếu nữ trước điện đều là tuyệt thế mỹ nhân, mà hắn lại cực kỳ muốn giết chết cả hai người. Lúc này trên kim đỉnh, lão nhân cũng nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói: Linh thể nguyệt diệu xuất hiện, ngũ đại linh thể kim mộc thủy hỏa thổ đều đã tập trung ở kiếm môn, lại thêm linh thể nguyệt diệu cùng trung sân thí với linh thể nhật diệu, hư thực khó phân. Kiếm môn ta đã tập trung thất diệu linh thể, dấu hiệu của đại hung hay đại cát đây, cùng tập trung một nơi thế này càng thêm hung hiểm hơn ngũ diệu. Không biết nhân tộc đại hoang ta liệu có bình an vượt qua được không đây. Ta phải cố gắng sống thêm vài năm nữa thôi. Tiếng ho sặc sụa vang lên, lão nhân ho ra một búng máu, sắc mặt lão càng thêm ủ rũ. Lúc đó, một lão già gầy như cây trúc đứng sau lưng lão ân cần hỏi: Đại huynh, thân thể huynh đã tới mức này rồi sao? Bởi vì ta sắp chết rồi. Lão nhân cười nói: Ta còn tối đa 2 năm thọ nguyên, nên mới vội vã triệu đệ trở về kiếm môn. Kiếm môn dần xuất hiện dấu hiệu của loạn tướng và đại hưng, yêu tộc và thần tộc hiếu mang như hổ rình mồi. Nếu ta chết đi, kiếm môn chắc sẽ tan đàn xẻ nghé, đại hoang sẽ bị thâu tóm. Ta cần để ổn định cục diện này. Lão già gầy gò kia im lặng, ánh mắt toát lên đầy vẻ bi thương. Lão nhân lẩm bẩm nói: Ta chưa thể chết được, bây giờ chưa chết được. Mà lúc này bên ngoài đại hoang, vị hiếu sư huynh đang phi hành đột nhiên dừng lại, hạ xuống mặt đất, không hề quay đầu lại mà nói: Người theo ta lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Một tiếng cười bỗng vang lên, rồi một mảng tối đen bắt đầu khởi động ở phía sau lưng hiếu sư huynh, dần bao phủ lấy phạm vi mấy trăm dặm. Trong bóng tối ấy, như có người cất bước đi tới, không bước ra ngoài bóng tối, chỉ nói: Biểu huynh, ngươi vượt ranh giới rồi. Hiếu sư huynh kia cười nói: Biểu đệ, ngươi là thần sứ phụ trách nhân tộc, mà ta là thần sứ phụ trách yêu tộc. Vốn nước giếng không phạm nước sông, nhưng cấp trên đưa ý chỉ xuống, muốn ta và ngươi cùng tìm ra kẻ đã bỏ trốn khỏi mặt trăng kia, nên ta đành phải thuận theo. Ta đã điều tra rõ kẻ đó rồi, hắn thông qua núi lửa trong cô Hà Thành để qua lại cô Hà Thành. Ta vốn cho rằng kẻ này là yêu tộc, nhưng cô Hà Tử lại gửi tin nói rằng có một luyện khí sĩ nhân tộc mang theo quân tư ta trốn về đại hoang. Ta liền tới đại nguyên hoang đĩa xem xét tung tích mà kẻ này đã để lại, phát hiện dấu chân của hắn tương tự dấu chân trên mặt trăng. Kẻ này ắt là luyện khí sĩ kiếm môn các ngươi. Ngươi không tra ra được người đó là ai, chỉ bằng để ta tới giúp vậy. Đại hoang là địa giới của ta. Người trong bóng tối kia đột nhiên tức giận. Nơi bóng tối bao phủ có những cái đầu cực lớn nhoáng lên, mọc lên những ngọn lửa u, phải to tới mấy trượng, có tất cả 6 ngọn lửa, rõ ràng là mắt của người kia. Ngươi đừng mơ tưởng mà chấm mút đồ của ta. Ngươi chỉ đơn giản là muốn được tới thứ mà kiếm môn che giấu dưới lòng đất kia, còn ta chỉ muốn tra ra người nọ là ai, sẽ không động tới đồ của ngươi đâu. Hiếu sư huynh kia cười nói: Ta giúp ngươi thế này, ngươi phải vui mới phải. Ta với ngươi đều là kẻ không thuần huyết, trong cơ thể ngươi có huyết thống nhân tộc, mà trong cơ thể ta có chảy huyết thống yêu tộc. Địa vị ở thần tộc không cao, chỉ có giúp đỡ nhau mới có thể tăng địa vị của chúng ta lên. Biểu đệ, ngươi thấy sao? Người trong bóng tối kia hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi bằng tuổi ta, hiếu sơ tình kia chắc chắn không phải con gái của ngươi đấy chứ? Tất nhiên là không phải, nó là đường muội của ta, là biểu muội của ngươi, con của đại trưởng lão thần miếu với nữ nô lệ nhân tộc. Hiếu sư huynh kia cười nói: Sơ tình muội muội thần quái bẩm sinh, vừa mới sinh ra đã ăn thịt mẹ đẻ, đại trưởng lão khá là yêu thích nó nên mới phải nó tới đây. Nếu ngươi hành sự bất lực, việc sơ tình thay thế ngươi không phải là không có khả năng đâu. Bóng tối rút lui đi như thủy triều. Thay thế ta sao? Con nhóc kia cũng xứng sao? Ngươi cha kẻ kia ta không ngăn cản, nhưng nếu phát hiện ngươi định động tới đồ của ta, đừng trách ta trở mặt. Sao? Uy hiếp ta sao? Hiếu sư huynh kia hừ lạnh, cất bước đi về phía cô Hà Thành.
Vừa đi, tướng mạo và thân thể của y vừa biến hóa, thậm chí ngay cả khí tức độc hữu của thần tộc cũng nhanh chóng thu vào trong cơ thể, chỉ còn lại yêu khí. Thứ trong lòng đất kiếm môn mà ngươi muốn độc chiếm kia sao? Nhưng ngươi không nuốt nổi đâu. Bảo vật kia rơi vào tay ai còn chưa biết được. Không lâu sau, Hiếu sư huynh liền đổi một bộ mặt. Không ngờ là đại đệ tử Lãng Thanh Vân của hãm không thành chủ, với thân hình cao lớn khôi ngô, y khoác áo kiểu đen nhanh chóng rời đi. Trong kiếm môn, các vị trưởng lão đi về, mà đám đệ tử thì vây quanh Thủy Thanh Nghiên và Hiếu Sơ Tình, hỏi này hỏi kia, rất là náo nhiệt. Trung Nhạc đang muốn đi, chợt thấy lưng mình lạnh toát như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Hắn quay đầu lại, liền thấy Thủy Thanh Nghiên đang nhìn chính mình. Trung Nhạc mỉm cười, bèn làm động tác giơ tay chém qua cổ. Nụ cười trên khuôn mặt Thủy Thanh Nghiên cứng ngắc lại, khẽ sợ của mình, lòng nảy sinh sát khí, lại bị Hiếu Sơ Tình bên cạnh cảm giác được, bèn dùng tinh thần lực truyền âm. Sư tỷ, với kẻ đó có thù oán sao? Ta thiếu chút nữa là bị hắn chém rơi đầu rồi. Thủy Thanh Nghiên nói, hơn nữa Trung Sơn Thị này biết la lịch của ta. Lần trước thần sứ nói muốn giật chỉ hắn ta. Khoác lác là có thể thần không biết quỷ không hay, khiến hắn phải chết đi. Ai ngờ hắn vẫn còn sống. Hiếu Sơ Tình bật cười, quay sang nhìn Trung Nhạc chằm chằm, lại truyền âm tiếp. Chử bỏ hắn mà còn cần thần sứ đại nhân ra tay ư? Với thực lực của chúng ta, hẳn là có thể xử lý hắn dễ dàng rồi. Thủy Thanh Nghiên lắc đầu nói, không nên khinh thường Trung Sơn Thị. Hắn có được kiếm bài của lão bất tử, luyện thành đại tự tại kiếm khí. Lần trước với ta lưỡng bại câu thương, làm ta suýt chút nữa thì hiện nguyên hình. Sao? Lại có thể làm cho lão mẫu suýt nữa bị hiện nguyên hình ư? Hiếu Sơ Tình lắp bắp kinh hãi, rồi lại lập tức kể nói, lão mẫu, đó chắc là chuyện trước đây rồi phải không? Này lão mẫu đã tu thành luyện khí sĩ rồi, linh hồn mạnh mẽ khôn cùng, việc trừ bỏ hắn ta không phải là dễ dàng hay sao? Hiện tại cái tên Trung Sơn Thị này cùng lắm là uẩn linh cánh, đừng nói lão mẫu, cho dù ta giết hắn thì cũng đơn giản như lấy đồ trong túi thôi. Hai thiếu nữ cười cười nói, tựa hồ đang khe khẽ bàn luận gì ấy, mà không ai biết được là hai nàng đang mưu toan xử lý Trung Nhạc. Trung Sơn Thị này mấy ngày trước đánh hơn 10 luyện khí sĩ, trong đó có luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Ta đoán hắn đã đạt tới thoát thai cảnh rồi. Thủy Thanh Nghiên hít vào một hơi thật sâu. Tiểu tử này càng lúc càng khiến ta không nhìn thấu được. Cũng may hắn đánh nhiều người như vậy, mà đám người này tới từ các thị tộc. Ta chỉ châm ngòi chút xíu là đám luyện khí sĩ các tộc ấy liền tới tìm hắn ta ngay. Nhưng luyện khí sĩ mà giao chiến trong kiếm môn thì chỉ tỉ tí thôi, chứ không phân sống chết được. Đám cao thủ ấy cùng lắm chỉ dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi. Sao? Hắn đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi sao? Hiếu Sơ Tình liên tục lướt nhìn Trung Nhạc, liếm liếm đôi môi mọng của mình, trong ánh mắt thanh khiết kia toát lên vẻ hưng phấn. Nam nhân xuất sắc như vậy, lão mẫu à, người ta thật muốn ăn thịt luôn hắn rồi. Trung Nhạc thu tầm mắt lại, cất bước đi ra ngoài, đột nhiên nghe Hiếu Sơ Tình ở đằng sau hô gọi hắn. Trung Sơn Thí, Trung Sư Huynh. Lúc này đây, Trung Nhạc cảm thấy có vô số ánh mắt dừng trên lưng hắn. Trung Sơn Thí, Trung Sư Huynh, vừa rồi Thủy Sư Tỷ cứ nói với ta rằng trong trận quyết đấu vô cấm kỵ, người suýt nữa thì chém đầu Sư Tỷ rồi. Cách đây không lâu là đánh hơn 10 vị sư huynh sư đệ. Hiếu Sơ Tình cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết xin lỗi Thủy Sư Tỷ và các vị sư huynh khác hay sao? Lời Hiếu Sơ Tình vừa nói ra nhất thời như đâm vào tổ ong vỏ vẽ. Trung Nhạc cảm thấy toàn bộ 2000 ánh mắt trên đài linh chi này đều tập trung vào người hắn. Những tiếng nghị luận ong ong vang lên. Sao? Hắn ta chính là Trung Sơn Thí, Trung Nhạc ư? Nghe nói trong trận quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viễn, người này đã chiến một trận với Thủy Đồ Thí, cuối cùng ngay cả trưởng lão cũng phải nhúng tay vào cản hắn lại trước khi hắn chém đứt đầu Thủy Đồ Thí Thủy Thanh Nghiên. Nghe nói kẻ này khá là hung thần ác sát, hội trưởng lão tự mình triệu tập hắn tới kiếm cốc là vì nghi ngờ hắn chính là Thiên Tượng lão mẫu, định dùng 10 hung binh đối phó hắn ta. Kết quả là bộ lão tiên sinh nói cho hội trưởng lão rằng hắn có được kiếm bài của môn chủ truyền cho Khâu Đàn Thí, từ đó học được đại tự tại kiếm khí. Cách đây không lâu có mấy tên chặn hắn ở động phủ,
Kết quả là bị hắn đánh cho một trận như tứ. Cả mười mấy người liên kết với nhau cũng bị hắn đánh bại rất thê thảm. Đứa nhỏ nhà mình bị đánh, kẻ làm cha mẹ sẽ phải ra mặt thôi. Huống chi đó đều là những thị tộc có uy tín danh dự, tất nhiên phải lấy lại mặt mũi rồi. Lần này có trò hay để xem rồi đấy. Nhưng ta lại nghe nói Trung Sơn Thị có thiên phú dị bẩm, mọc 3 cái đầu, 6 cánh tay, thân cao 1 trượng 8, mắt to như chuông đồng, bàn tay phải to như cái quạt vậy. Giờ thấy người thật mới biết tin đồn nhảm nhí cỡ nào. Trung Sơn Thị tuy cao to khỏe mạnh nhưng chưa khoa trương tới mức kia đâu. Đột nhiên Thác Vô Lự kéo Thác Vô Ưu ra khỏi đám người nói: Trung sư đệ, thương thế của đệ đệ ta, ngươi còn nợ Thác Bạt Thị ta một lời. Hoàng Lạc Thi cũng dắt muội muội của mình ra khỏi đám người, cáu giận nói: Trung Sơn Thí, muội muội ta giao chiến với ngươi cũng chỉ là đồng môn so đấu, ấy vậy mà ngươi lại đánh cho các đốt ngón tay của muội ta mở ra như vậy, thật là quá đáng mà. Có cần phải ra tay nặng như vậy không? Đàm Chân cũng bước lên lạnh nhạt nói: Đường đệ Đàm Hiểu của ta bị ngươi đánh cho nằm liệt giường 10 ngày, tộc trưởng bắt ta phải tới đòi một lời công bằng. Trung sư đệ, thứ lỗi cho. Biểu đệ của ta tự nhận không địch lại được, rõ ràng đã bỏ chạy nhận thua, lại còn bị ngươi đuổi theo đánh cho một trận. Trung Sơn Thí, ngươi thật vô lý mà. Ngươi sử dụng kiếm khí đâm bị thương sư đệ của ta, khiến trên người thằng bé có không dưới 100 vết thương, là cho rằng Phong Lâm Thị ta không có ai hay sao? Mười mấy khổ chủ cùng xuất hiện, ngươi câu này ta câu kia, kể lể toàn bộ chuyện Trung Nhạc đả thương bọn họ, đòi hắn phải cho một lời công bằng. Tân Hỏa không khỏi tò mò, buồn bực nói: Nhạc tiểu tứ, trong lúc ta ngủ, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì, làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khiến bọn người kia trông như hắn không thể lột da ăn thịt ngươi như vậy? Ngươi lại lén làm mấy chuyện táng tận thiên lương như vậy mà không thèm gọi ta sao? Tân Hỏa, không phải lần này ta mang theo ngươi rồi đó sao? Trung Nhạc thuận miệng đáp một câu, rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu Sơ Tình, thấy thiếu nữ thánh khiết kia mỉm cười, trong ánh mắt toát lên vẻ tự mãn. Nữ tử thần tốc hiếu mang này không biết sống chết là gì cả, vừa tới liền châm ngòi mấy chuyện thị phi của ta, tâm tính quá nông cạn. Dẫu sao ả còn trẻ, không bình tĩnh được như Thiên Tượng Lão Mẫu kia. Thiên Tượng Lão Mẫu tuy hận không thể ăn thịt luôn ta, thế nhưng bề ngoài vẫn vô cùng khách khí, dẫu sao cũng là lão ma đầu cáo già mà. Trung Nhạc thu tầm mắt lại, không có cảm thấy mình nói Hiếu Sơ Tình còn trẻ là không có gì không ổn. Hắn mới có 16 tuổi, lớn hơn Hiếu Sơ Tình không mấy, nhưng hắn lại có sự chín chắn của người đồng lứa không có được. Bởi vì hắn coi lão ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu là đối thủ, nên tâm tính trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Hắn đảo mắt qua những vị luyện khí sĩ bị đánh cho mặt mũi tím bầm, bình tĩnh nói: Thác sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, không phải các ngươi nói là sẽ không đả thương hỏa khí ư? Thác Vô Ưu mặt đỏ lên, cãi chảy cãi cối: Ý ta là đánh ngươi thì sẽ không đả thương hỏa khí, nhưng ta bị ngươi đánh thì hào khí không còn. Nữ tử Hoàng Trưng Thị thì nhát gan nói: Lúc ấy bọn ta nào biết sẽ bị ngươi đánh bại như này. Thác Bạt Thị nói lý lẽ là như thế ư? Trung Nhạc cười ha ha, châm chọc nói: Hay cho một câu, ta đánh ngươi thì không làm hỏng hòa khí. Các ngươi cứ đánh ta tới mềm nhũn ra, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nhưng giờ ta cứng lắm, là xương cứng mọc trong thịt kìa, không mềm xuống được đâu. Làm can, Thác Bạt Thị, Thác Vô Lự ta khiêu chiến với ngươi. Cuồng vọng, Hoàng Trưng Thị, Hoàng Lạc Thi ta khiêu chiến với ngươi. Hàn Đàm Thị, Đàm Chân khiêu chiến ngươi. Hoàng Dương Thị, Dương Chiến khiêu chiến ngươi. Những tiếng khiêu chiến vang lên chấn động nội môn. Các vị đường chủ đứng ở một góc xa tò mò quan sát bên này. Đã lâu rồi nội viện không náo nhiệt như vậy. Kiếm Tâm đường chủ cảm thán nói: Năm đó chỉ có thằng nhóc Phương Kiếm Các ở nội môn thì mới náo nhiệt như thế này, ngày nào cũng khiêu chiến vô cùng nhiệt tình. Nhưng Phương Kiếm Các khiêu chiến vị trí trên bảng Long Hổ, mà kẻ bên dưới kia thì bị người ta khiêu chiến, thật không hiểu sao hắn có thể chọc tức được nhiều người như vậy. Tiểu tử kia cũng gà lắm đấy, tên là Trung Nhạc. Du Long đường chủ cười nói: Ở thượng viện thì đã đủ đau đầu rồi,
ban đêm xông vào nữ viện hành hung Điền Phong thị với Thủy Đồ thị, đắc tội hai đại thị tộc. Còn suýt nữa thì giết chết viên Minh Châu của Thủy Đồ thị là Thủy Thanh Nghiên trong trận quyết đấu vô cấm kỵ. Tới nội môn, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ an phận, ai ngờ mới 3 tháng đã thành nỗi đau đầu của nội môn rồi. Trước đó không lâu, liền truyền ra chuyện hắn hành hung 13 vị luyện khí sĩ, nay bị 13 thị tộc tìm tới. Lần này, ngay cả Đàm Chân với Thác Vô Ưu đều xuất hiện. Phòng chừng hắn gây chuyện quá đáng rồi. Trận Văn Đường Chủ gật đầu nói, năm ngoái, Thác Vô Ưu giành được vị trí thứ nhất trong quyết đấu vô cấm kỵ, chiếm được đồ đằng đồ linh, truyền thừa của Phong Thí ở trong Linh Không Điện là Phượng Đồ Đằng. Mà Đàm Chân lại là đệ nhất của năm kia, lấy được Ngư Long Đồ Linh, truyền thừa của Hữu Ngô Thí. Hai truyền thừa này tuy không bằng Kiếm Linh và Thần Linh truyền thừa, nhưng cũng là linh loại nhất đẳng rồi. Số người khiêu chiến với Trung Sơn Thí hình như nhiều hơn dự đoán thì phải. Thuận Bích Đường Chủ nhíu mày nói, 13 thị tộc hẳn là chỉ có 13 vị luyện khí sĩ khiêu chiến Trung Sơn Thị thôi chứ, vậy mà giờ lại có hơn 30 người, thế là sao? Các đường chủ khác đều nhìn xuống, đột nhiên một giọng nói vang lên. Đó là bởi vì Trung Nhạc suýt nữa thì chém đầu Thủy Thanh Nghiên. Người ta định lấy lòng mỹ nhân, mà đánh bại Trung Nhạc không thể nghi ngờ là cách lấy lòng tốt nhất rồi. Hồng Nhan Họa Thủy không ngoài như vậy. 8 vị đường chủ vội vàng nhìn lại thì thấy một lão già gầy gò không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ, vội không người nói. Ồ, Phong trưởng lão. Người này đúng là lão già gầy gò đã gọi môn chủ Kiếm Môn là đại huynh, xuất thân từ Phong thị, trưởng lão phụ trách nội môn tên là Phong Xấu Trúc. Ông ta có quan hệ huyết thống với môn chủ. Phong thị tuy nhân số ít ỏi nhưng ai nấy đều cực kỳ nổi tiếng. Phong Xấu Trúc này tuy không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở trong hội trưởng lão, nhưng với 8 đường này thì cũng là quyền cao chức trọng. Có người nói rằng Kiếm Môn ngoài môn chủ ra thì ông ta có thực lực mạnh nhất, là nhân vật cấp thủ lĩnh. Cũng có người nói Thủy Tử An là người mạnh nhất. Nghe nói hai người đã đấu mấy trận, thế nhưng thắng thua ra sao không ai biết được. Phong Xấu Trúc thích du lịch, quanh năm không ở Kiếm Môn, 10 năm 8 năm mới trở về Kiếm Môn một lần. 8 vị đường chủ nội môn thấy ông ta tới, ai nấy đều kinh ngạc, vội vàng chào hỏi. Sao bỗng dưng trưởng lão lại trở về Kiếm Môn vậy? Thuẫn Bích Đường Chủ cười nói, lần trước gặp trưởng lão hẳn là 5 năm trước thì phải. Phong Xấu Trúc cười nói, lá rụng về cối, ta già rồi, tất nhiên là muốn trở về. Chà, người trẻ tuổi tinh lực dư thừa, làm cho người ta hâm mộ mà. Nếu ta trẻ thêm vài tuổi, có khi cũng đánh nhau vì mỹ nhân mất thôi. Phong trưởng lão, đám tiểu tử này gây náo động lớn quá, có cần ngăn cản không? Phong Xấu Trúc lắc đầu đáp, những năm gần đây Kiếm Môn có sự che chở của môn chủ, khiến cho đám luyện khí sĩ trở nên quá an nhàn. Ai cũng cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, căn bản không rõ sự hiểm ác của thế giới bên ngoài. Để cho bọn họ đấu với nhau thường xuyên, vậy mới tiến bộ được. Ta nhớ năm đó ta lập nên bảng Long Hổ chính là để kích phát ý chí chiến đấu của đệ tử nội môn, khiến cho bọn họ cạnh tranh với nhau mới đạt được tiến bộ. Con thỏ nhỏ kia mau truyền lệnh xuống làm cho bọn họ được phép thi đấu, nhưng đệ tử Khai Luân Cảnh không được nhúng tay vào, mà đệ tử Uẩn Linh Cảnh cũng không được lên đài. Người bị lão gọi là con thỏ nhỏ chính là Kiếm Khí Đường Chủ, nghe vậy không khỏi cười gượng. Trưởng lão, ta hiểu lý do không cho Khai Luân Cảnh lên đài, thế nhưng vì sao đệ tử Uẩn Linh Cảnh cũng không được vậy? Khai Luân Cảnh là một cảnh giới vô cùng quan trọng của luyện khí sĩ, cũng là cảnh giới khiến thực lực tăng lên hung mạnh nhất. Luyện khí sĩ Khai Luân Cảnh và luyện khí sĩ Thoát Thai Cảnh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Phong Xấu Trúc không cho luyện khí sĩ Khai Luân Cảnh lên đài chính là để bảo vệ Trung Nhạc, mà không cho đệ tử Uẩn Linh Cảnh lên đài, vậy liền là kỳ quái. Ta làm vậy là để bảo vệ đám tiểu tử Uẩn Linh Cảnh thôi, tránh cho bị tên kia lỡ tay giết người. Phong Xấu Trúc nhìn Trung Nhạc lắc đầu nói, tiểu tử Uẩn Linh Cảnh kia với con ác long hình người này thật quá yếu ớt. Kiếm Khí Đường Chủ nghe vậy thì vội hạ xuống từ không trung, tuyên bố việc khiêu chiến trước mặt mọi người. Ngay cả đường chủ nội môn cũng ủng hộ, thực sự là nằm ngoài suy đoán của mọi người.
Trên đài cỏ linh chi này vốn có người lo lắng sự tình náo động quá lớn, đang định đi bẩm báo với các vị đường chủ, này thế vậy đều yên lòng. Mấy luyện khí sĩ đã tu luyện tới khai luân cảnh nghe vậy thì lập tức bước đi, còn mấy luyện khí sĩ ở linh cảnh thì do dự một lát rồi cũng lui ra, chỉ còn lại 26 người. Trung Nhạc nhìn 26 luyện khí sĩ này, lòng không hề sợ hãi, hắn lạnh nhạt nói: "Các vị sư huynh, nếu đường chủ đã không phản đối, vậy vị sư huynh nào tới chỉ giáo trước đây?" "Để ta." Một thiếu niên luyện khí sĩ tiến lên, linh hồn bay ra hóa thành một người khổng lồ một mắt, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. "Trung sư đệ, ta với ngươi không thủ không oán, thế nhưng không thể chịu được cảnh ngươi bắt nạt đồng môn như này, mà nhất là với phụ nữ. Ngươi suýt nữa thì chém đứt đầu thủy sư muội rồi." Dầm một tiếng, Trung Nhạc bước lên trên, toàn thân như là tàn ảnh, sải bước vượt qua 20 trượng, vung quyền đấm tới. Vị thiếu niên luyện khí sĩ kia còn chưa kịp nói xong thì nắm đấm của Trung Nhạc cũng đã đánh tới. Y thế nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới phi tưởng, gặp nguy hiểm thì không cần động ý niệm trong đầu, tự nhiên sẽ quan tưởng, lập tức thấy núi đá tầng tầng lớp lớp như thành lũy dựng thẳng trước mặt. Nhưng ngay sau đó, bức tường đá của y nổ tung, không thể cản nổi nắm đấm của Trung Nhạc. Quyền này của Trung Nhạc đánh vào bụng y, khiến thân hình thiếu niên kia vặn vẹo như lưu tinh bay ngược ra sau, nện dầm một cái lên vách đại điện, đánh thủng vách tường này, ngã dầm vào trong đại điện, vang lên những tiếng đùng đùng. Hẳn là thiếu niên kia đụng xuyên mấy bức tường. "Người dắt vàng vào mặt nhiều quá rồi, ta đánh cho người mềm nhũn ra, ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh táo lại thôi." Trung Nhạc thu quyền, lạnh nhạt hỏi: "Trận tiếp theo, vị sư huynh nào tới chỉ giáo đây?" Tám vị đường chủ giữa không trung thế vậy đều giật mình. "Mạnh đến vậy ư?" Phong Sấu Trúc cười nói: "Đã thấy chưa, không cho đám tiểu tử uẩn linh cảnh ra đấu thì để bảo vệ bọn chúng thôi. Nếu vừa rồi tiểu tử kia xuất toàn lực, tên thoát thai cảnh ban nãy sẽ bị giết chết rồi. Huống chi là đám nhóc uẩn linh cảnh đây. Cũng may hắn ra quyền không đánh toàn lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể mới không đánh vỡ tên kia." "Sao, đánh vỡ ư?" Tám vị đường chủ ai nấy đều biến sắc mặt. Kiếm khí đường chủ nói: "Ý Phong trưởng lão nói rằng hắn là võ đạo tông sư ư?" Mấy vị đường chủ còn lại gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng có suy đoán này. Võ đạo tông sư có ưu thế không gì sánh nổi về thân thể, sức mạnh cương mãnh bá đạo, cận chiến thì hung ác hệt như mãnh thú vậy. Trung Nhạc chỉ với một quyền mà đánh bại được tên thiếu niên luyện khí sĩ cũng tu luyện tới thoát thai cảnh, chỉ có võ đạo tông sư mới làm được điều này. Phong Sấu Trúc lắc đầu: "Võ đạo tông sư vì thân thể quá mạnh, phong bế từng góc nhỏ trong cơ thể, làm cho hồn phách không thể xuất khiếu, không thể tế hồn binh, cũng không cách nào vận dụng được nguyên thần. Tiểu tử này không phải võ đạo tông sư. Tám tên tiểu quỷ các ngươi núp trong kiếm môn quá lâu, thiếu rèn luyện nên ngay cả những điều này cũng không biết được. Nếu ra ngoài mà gặp phải cường giả, chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi." Tám vị đường chủ dạ dạ vâng vâng, lòng thì lại nghĩ khác. "Võ đạo tông sư đi theo con đường tà ma ngoại đạo, ngay cả hồn phách cũng không cách nào thoát khỏi thân thể được, không thể dùng pháp môn chiến đấu với nguyên thần, thành tựu có hạn, không đáng để tôn sùng. Khi chiến đấu với võ đạo tông sư, chỉ cần phòng bị, không cho đối phương đánh lén gần người là có thể dễ dàng giết chết đối phương được rồi. Sao Phong trưởng lão phải khuếch đại bản lĩnh của võ đạo tông sư lên như vậy?" Nhìn thần sắc của các vị đường chủ, Phong Sấu Trúc thở dài: "Bọn này an nhàn quá lâu rồi, cho rằng mình mới chính là chính tông, lại không nhìn ra sở trường của võ đạo tông sư, sẽ có ngày ăn đủ." Lúc này trên đài cỏ linh chi, Hoàng Lạc Thi bước ra lạnh lùng nói: "Trung sư đệ đánh lén mới thắng được, có bản lĩnh gì đây, để ta tự lãnh giáo nào." Trung Nhạc di chuyển như dòng xuất vực, như hổ xuống núi, nhanh lẹ như một tia chớp đánh tới phía Hoàng Lạc Thi. "Trong chiến đấu chân chính, ai cho ngươi thời gian chuẩn bị đây?" Thấy thiếu niên luyện khí sĩ ban nãy thua nhanh như vậy, Hoàng Lạc Thi sớm đã cảnh giác, bởi vậy ngay lúc này toàn thân đã hình thành trận văn và thuẫn văn phòng bị sẵn, không cho Trung Nhạc cơ hội đánh lén. Nhưng trận văn và thuẫn văn xung quanh nàng còn chưa kịp hình thành thì Trung Nhạc đã bước tới. Chỉ thấy lúc hành động, toàn thân hắn quần long loạn vũ, những con dao long dài tới 20-30 trượng chạy chồm gầm rú
nhào tới phía nàng ta. Hoàng Lạc Thi vội lùi ra sau, dưới chân mọc ra dưa leo thật dài, càng lúc càng cao, càng lúc càng to, ý định kéo giãn khoảng cách với Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Trận Văn và Thuẫn Văn quanh thân nàng ta ngày càng nhiều, có thể kết xuất trận thế với Thuẫn Bích phòng ngự bất cứ lúc nào. Nhanh như vậy ư? Hoàng Lạc Thi sợ hãi hô lên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trong khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi, Trung Nhạc thế nhưng lại đột phá âm chướng, đạp không bước đi. Chỉ trong khoảnh khắc liền tới trước người của nàng. Hắn giơ hai tay đẩy tới phía trước, lập tức không khí bị đè cho thành một bức tường. Không khí phía sau, hai trường của hắn sụp xuống, gần như hình thành một mảng chân không. Hoàng Lạc Thi không kịp tạo nên trận văn, vội dốc sức quan tưởng Thuẫn Bích. Những tấm khiên lớn bay lên, liên tục nghênh đón song trường của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, dây leo nâng thân thể của nàng nhanh chóng lùi ra sau. Ầm ầm. Những tấm khiên ấy còn chưa đụng tới bàn tay của Trung Nhạc thì đã tự động nổ tung, dấy lên cơn lốc kéo tới, khiến tóc của Hoàng Lạc Thi bị thổi cho thẳng tắp, mặt như bị dao kiếm gọt qua, da bị cơn lốc thổi cho căng rát, dường như sắp bị xé rách. Thậm chí trên khuôn mặt trắng xinh kia xuất hiện tơ máu. Linh hồn xuất khiếu. Hoàng Lạc Thi cố gắng khiến linh hồn xuất khiếu. Một tiếng trống nổ vang, rồi một gốc thụ nhân cao tới 4 trượng, toàn thân sần sùi, có tán cây to chừng 5 trượng, rõ ràng chỉ là một gốc thụ nhân, nhưng lại cho người ta cái cảm giác nó thật hung dữ, dường như đang phải đối mặt với cự thú vậy. Hoàng Lạc Thi chút hết tinh thần lực vào trong thụ nhân. Thụ nhân nguyên thần nâng tay nghênh đón song trưởng của Trung Nhạc. Hơn 1800 vị luyện khí sĩ trên đài cỏ Linh Chi ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung. Ở trước mặt thụ nhân nguyên thần, Trung Nhạc bé nhỏ không chút đáng kể, nhưng khí thế của hắn còn mạnh hơn, khủng bố hơn cả thụ nhân nguyên thần. Dường như thụ nhân nguyên thần của Hoàng Lạc Thi không phải là linh của thần ma mà hắn mới phải. 4 trường đụng nhau, không khí bị ép tới cho tràn ra khắp nơi, tựa như hai người khổng lồ đang đánh nhau vậy. Hoàng Lạc Thi lắc lư, tinh thần lực và nguyên thần đều bị áp chế không gì tưởng tượng nổi, quần áo xoẹt xoẹt bị cơn lốc xé tan tành. Lại nghe thấy những tiếng bước chân không ngừng vang lên. Ra là thụ nhân nguyên thần kia bị song trưởng của Trung Nhạc ép cho không ngừng lùi ra phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến đài cỏ Linh Chi rung chuyển không ngừng. Bùm một tiếng, thụ nhân nguyên thần và cả Hoàng Lạc Thi bị đánh lên bức tường đại điện. Nàng ta dựa vào tường thế mới đứng vững được thân hình. Hoàng Lạc Thi hít sâu một hơi, đang định phản kích thì Trung Nhạc dừng lại giữa không trung, giơ song trưởng phát lực. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, bức tường đại điện sụp xuống. Thụ nhân nguyên thần và Hoàng Lạc Thi ngã vào trong đại điện, vang lên những tiếng bịch bịch. Từ bên trong đại điện vang lên tiếng hô của Hoàng Lạc Thi. Nàng ta bị thương không nặng, thế nhưng quần áo rách nát không còn mảnh nào, khiến nàng ta không dám tới liều mạng với Trung Nhạc nữa. Trung Nhạc vừa hạ xuống thì lòng sinh cảnh giác, liên tục di chuyển. Chỉ thấy mặt đất trước đài cỏ Linh Chi vang lên tiếng rầm rầm, những cái cọc gỗ phá vỡ núi đá ào ào phóng lên đâm tới phía hắn. Trung sư đệ, ngươi nói chiến đấu chân chính sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị, vậy ta sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Cọc gỗ vù vù bay lên không, mỗi một cái đều dài tới hơn 1.7 trượng, nặng tới vạn cân, ép cho không khí vang lên những tiếng ong ong. Trung Nhạc liên tục đạp không khí, nâng bản thân lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy sau lưng Đảm Chân hiện lên một tôn ngư long thần nhân, toàn thân phủ kín long thân, đầu rồng thân cá, là ngư long nguyên thần khi kết hợp với linh ngư long và hồn phách lại. Mà ở đầu ngón tay của Đàm Chân, từng đạo kiếm khí bắn xuống mặt đất, rồi từ đó lại có càng nhiều cọc gỗ phóng tới phía Trung Nhạc. Cọc gỗ sao? Mộc kiếm khí ư? Trung Nhạc lập tức lấy mộc kiếm khí của mình ra, quét xuống bên dưới. Từng đạo mộc kiếm khí phá không bắn tới, va chạm với cự mộc. Những tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngừng, từng gốc cự mộc ầm ầm nổ tung. Mật Lâm kiếm trận. Đàm Chân dậm chân liên tục, chỉ thấy cự mộc kết lại thành rừng, tạo nên một tòa trận thế di động giữa không trung, va chạm lẫn nhau, đánh tan uy lực mộc kiếm khí của Trung Nhạc. Mộc kiếm khí của y lúc tán lúc tụ, hóa thành cự mộc đánh tới Trung Nhạc. Cự mộc ép tới dường như muốn đập hắn thành bãi thịt nát vậy. Trung Nhạc hạ người rơi xuống đài cỏ Linh Chi, những tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Đám cự mộc kia cũng lần lượt hạ xuống đất, vẫn giữ nguyên đại trận. Cự mộc tạo thành một rừng bao vây Trung Nhạc lại, mà chúng vẫn đang di chuyển, dấy lên tiếng gió nặng nề.
Mật Lâm kiếm trận là kiếm trận của nội môn, dùng tinh thần lực hóa thành cự mộc nặng vạn cân tạo nên một khu rừng, dùng sức mạnh không gì sánh nổi của cự mộc nghiền ép đối thủ. Không chỉ như vậy, mỗi một cây cự mộc kia còn có thể nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành mộc kiếm khí. Kiếm trận khởi động, cự mộc va chạm, mộc kiếm khí giấu bên trong dình cơ hội đánh lén, đúng là làm người ta khó lòng phòng bị. Đảm chân xuất thú, không ngờ tiểu tử này lại đánh lén. Kiếm khí đường chủ kinh ngạc nói: "Ta còn tưởng người ra tay sẽ là Thác Vô Lự, không ngờ lại là hắn ta. Đệ nhất nhân của Vô Cấm Kỵ năm kia quyết đấu với đệ nhất nhân của Vô Cấm Kỵ năm nay, đáng để xem đấy." Kiếm Tâm đường chủ nói: "Nghe nói một năm trước Đàm Chân luyện nên linh hồn hợp nhất, tiến vào thoát thai cánh. Trải qua một năm khổ tu, nay thực lực của hắn đã tăng mạnh, đứng vị trí 32 trên bảng Long Hổ của nội môn. Chỉ có 31 đệ tử xếp trên là từng thắng qua y. Hơn nữa đại đa số đều tới từ thập đại thị tộc, mà Trung Sơn Thí luyện thành thoát thai cánh là chuyện xảy ra gần đây. Với thực lực của mình, Đàm Chân không cần phải đánh lén. Đoán chừng là hắn thấy Trung Sơn Thí quá cản rỡ nên muốn cho một bài học đấy." Ông ta còn chưa nói xong thì thấy Đàm Chân dậm mạnh xuống, hô lớn: "Thiết kinh cước bích lũy chấn!" Những rừng gai sắt đột ngột mọc lên khắp đài cỏ linh chi, điên cuồng chui ra khỏi núi đá và sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, trên đài đã hình thành hàng rào gai sắt rộng hơn 10 mẫu. Hơn 10 mẫu không gian này đầy gai sắt với những cái gai sắc nhọn như kiếm, đâm xuyên tứ tung, nhốt Trung Nhạc ở bên trong. Nói là bụi gai sắt không bằng nói là rừng sắt sắc bén như kiếm vậy. Hơn nữa, trên mỗi cái gai đều phủ kín đồ đằng văn làm tăng độ sắc và cứng cỏi của gai, khiến cho nó cứng hơn cả sắt thép bình thường. Có thể thấy, việc Đàm Chân xếp thứ 32 trên bảng Long Hổ không phải chỉ có hư danh. Một luyện khí sĩ cao giọng khen ngợi nói: "Đàm sư huynh thật lợi hại, chiêu thiết kinh cước bích lũy chấn có thể hạn chế hành động của đối phương, khắc chế thân thể Trung Nhạc, khiến hắn chỉ có thể đứng đó chịu đòn thôi." Tám vị đường chủ cũng âm thầm gật đầu. Trận Văn đường chủ cười nói: "Đàm Chân là môn sinh mà Trận Văn đường ta hài lòng nhất, cẩn mẫn lại hiếu học, đạt được thành tựu cao về trận văn. Pháp môn mà hắn dùng để đối phó với Trung Sơn Thí đúng là cách tốt nhất để đối phó với võ đạo tông sư, kéo giãn khoảng cách ra, hạn chế hành động. Cường giả võ đạo liền không có đất dụng võ rồi, chỉ có thể trơ mắt bị đánh thôi." Đàm Chân cũng là môn sinh đắc ý của kiếm khí đường, thực lực không hề yếu. Tiểu tử này cũng xếp hạng khá cao trong kiếm tâm đường, nghe nói hắn cũng là đệ tử của Thuẫn Bích đường, Du Long đường. Tám vị đường chủ trao đổi một phen, lòng không khỏi hoảng sợ. Không ngờ Đàm Chân có thể nổi danh ở tám đường của nội môn, hơn nữa việc tu hành đều thuộc về thượng tầng. Bình thường luyện khí sĩ có thể đồng thời tu hành ba đường khẩu đã là rất giỏi. Một người có thời gian là có hạn, nếu học quá nhiều tất sẽ được cái này mất cái kia, khó mà chu toàn tất cả. Không bằng chuyển tâm tư tu luyện hai ba phương diện, như vậy càng có thể tăng thực lực lên. Nhưng tình huống này là để cho đệ tử với tư chất bình thường, chứ không nhằm vào các đệ tử có tư chất cực cao. Đàm Chân hiển nhiên là loại có tư chất cực cao. Cự mộc ầm ầm bay múa, duy trì sự vận chuyển của Mật Lâm kiếm trận, xuyên qua bụi gai sắt như chỗ không người, không ngừng mà đâm tới chỗ Trung Nhạc. Thiết kinh cước bích lũy trận và Mật Lâm kiếm trận vốn có chung nguồn gốc, đều do tinh thần lực của Đàm Chân biến thành, nên thiết kinh cước bích lũy trận sẽ không ngăn trở Mật Lâm kiếm trận, kiếm trận cũng không phá hỏng hàng rào bụi gai sắt. Nhưng đối với người bị nhốt bên trong thì không dễ như vậy. Hai trận thế chồng chéo lên nhau, thiết kinh cước bích lũy trận hạn chế hành động, kiếm trận đánh lén bó tay bó chân, chỉ còn đường chết. "Hảo trận pháp, chỉ là uy lực của mộc kiếm khí hơi nhỏ, không bằng mộc kiếm khí của ta được." Trung Nhạc không quan tâm tới cực mộc kiếm khí đang đánh tới từ bốn phương tám hướng. Những tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Trong khoảnh khắc, có 6 cây cự mộc nặng vạn cân đụng vào người hắn, thậm chí có một cây còn đâm thẳng vào mặt của hắn. Ầm ầm ầm. Quán tính rất lớn làm cho cự mộc không ngừng ép tới phía trước. Mảnh vụn gỗ văng ra khắp nơi, bắn đi bốn phương tám hướng. Có thể thấy lần va đụng này là mạnh tới cỡ nào. Trong những mảnh gỗ vụn,
Trung Nhạc đứng thẳng nơi đó, huyền vũ đồ đằng văn quanh thân làm tan đi sức mạnh của mật lâm kiếm trận. Thiết kinh cước bích lũy trận chỉ là trò cười, loại trận pháp này cũng xứng đáng mang ra hạn chế hành động của ta sao? Dưới chân hắn mọc ra giao long thật dài, nâng hắn lên giữa không trung. Hai con giao long thoải mái hành tẩu giữa các khóm bụi gai sắt không chút trở ngại. Hắn phóng tinh thần lực ra, hóa thành những con giao long bay múa trong rừng bụi gai. Chỉ chớp mắt liền có hơn chục con bay qua bay lại, quấy vỡ cả rừng bụi gai sắt, khiến Đàm Chân hiển lộ thân hình. Ầm ầm, những tiếng nổ vang lại truyền đến. Những con giao long dài tới 20-30 trượng chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đàm Chân lập tức nằm sắp xuống, giống như ngư vĩ thần long, mà sau lưng của y ngư long nguyên thần cũng đột ngột nằm xuống, hóa thành một con ngư long. Đàm Chân và ngư long nguyên thần đồng thời phát lực nhảy lên không trung. Mặt đất nứt toác, từng con giao long chui ra khỏi mặt đất đánh tới phía y. Cùng lúc đó, Trung Nhạc mở các ngón tay ra, từ đầu ngón tay kiếm khí hình dạng giao long bắn ra, hóa thành ngũ long bắn tới phía Đàm Chân. Ngư long nguyên thần sau lưng Đàm Chân đột nhiên giang đôi cánh rộng tới vài mẫu rồi chém xuống dưới. Những chiếc lông sắc bén như kiếm chém giết giao long, mà với ngũ long bắn tới từ đầu ngón tay Trung Nhạc, Đàm Chân mỉm cười cũng giơ ngón tay bắn ra những đạo mộc kiếm khí, bắn nát năm con giao long kia. Mà đúng lúc này, một cái đầu giao long bị chặt đứt há mồm ra, bắn ra một đạo kiếm khí màu đỏ rực, đúng là long tướng kiếm khí, như tia chớp đâm tới cổ họng Đàm Chân. Đinh một tiếng, tiếng đinh vang lên, trước cổ họng Đàm Chân tự động hiện lên một tấm long lân thuẫn đón đỡ long tướng kiếm khí. Y cười ha ha nói: "Thú vị, thú vị đấy, Trung sư đệ, ngươi thực sự rất mạnh, làm cho ta rất vui, thật muốn so đấu một trận ra trò với ngươi." Tiếng đinh đinh vang lên không ngớt, long tướng kiếm khí của Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, bay múa xung quanh người Đàm Chân. Vậy mà tấm long lân thuẫn này lại có thể bao kín người Đàm Chân, chặn đỡ tất cả kiếm khí, không chút sơ hở. Trung Nhạc sắc mặt đầy ngưng trọng, hắn khẽ quát một tiếng rồi cất bước vọt lên. Cùng lúc đó, long tướng kiếm khí hóa thành một con long tướng dài tới mấy trượng, mở cái miệng to cắn xuống Đàm Chân. Ngư long nguyên thần cũng vung cánh quạt tới, va chạm với long tướng kiếm khí. Mà đúng lúc này, Trung Nhạc xông tới, trên làn da với xương cốt của hắn lập tức hiện lên đồ đằng văn, dùng tinh thần lực khắc long tướng đồ đằng, khiến cơ thể lập tức tràn ngập long lực, vung quyền đánh tới. Võ đạo tông sư có thể bùng nổ thần lực, luyện khí sĩ cũng có thể, nguyên thần gia trì, long lực thần quyền. Đàm Chân hét to, nâng tay lên đỡ. Cùng lúc đó, ngư long nguyên thần cũng vung quyền đón nhận nắm đấm của Trung Nhạc. Một tiếng nổ vang lên, hai người đều chấn động thân mình. Một người có sức mạnh long tướng mà võ đạo tông sư mới có được, kẻ khác lại là sức mạnh ngư long nhờ ngư long nguyên thần gia trì, va chạm vào nhau thế mà lại cân sức cân tài. Trung Nhạc lập tức kinh ngạc, thế nhưng cũng đồng thời trở nên hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được đối thủ như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc trước ta không dám xuất ra toàn lực vì sợ sẽ giết chết đối phương, nhưng Đàm sư huynh có bản lĩnh hơn người, ta sẽ phóng tay đánh một trận, ngươi phải cẩn thận. Vừa nói xong, Trung Nhạc đạp không trung phóng tay đánh cực một lần, không khí đều bị đánh cho vỡ tung, vang lên những tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, trên người của hắn có kiếm khí bay ra, đúng là long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí. Hai đạo kiếm khí, một như long tướng, một như gốc cây nhỏ, bay xung quanh Đàm Chân, xẹt qua xẹt lại. Đàm Chân thét lên, sau lưng hắn dang rộng đôi cánh chim, như một con cá chép vượt long môn hóa rồng mà vỗ cánh bay lên. Còn ngư long nguyên thần thì gia trì thân thể, không ngừng cung cấp ngư long thần lực cho y, để y đấu một trận ra trò với Trung Nhạc giữa không trung. Y có ngư long nguyên thần gia trì nên mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến không khí rung chuyển, vang lên những tiếng rồng ngâm. Mà đôi cánh sau lưng y cùng đôi cánh ngư long nguyên thần thì tung bay, kiếm khí tung hoành, ngăn cản long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí. Đồng thời, những chiếc lông vũ được phóng ra bắn tới Trung Nhạc, bao vây lấy hắn, đúng là kiếm khí do đôi cánh biến thành. Trong lúc nhất thời, trong không trung vang lên tiếng rồng ngâm không dứt, như song long tranh đấu. Long tướng và ngư long không hề giống nhau, long tướng hình long mã mà ngư long thì có vài phần giống cá. Trung Nhạc giống như thần nhân nhiều tay vì tốc độ công kích quá nhanh, mà Đàm Chân vỗ đôi cánh bắn ra vô số kiếm khí, tốc độ tấn công cũng không chậm, khiến những người bên dưới xem mà hoa cả mắt lên. Hai người này lại lợi hại như vậy sao?
tám vị đường chủ đều nhìn không chuyển mắt. Kiếm khí đường chủ lẩm bẩm nói. Keng keng keng. Bên ngoài cơ thể Trung Nhạc xuất hiện từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn, ngăn cản tất cả kiếm khí, không thể tấn công vào cơ thể hắn được. Hai người lấy nhanh đấu nhanh, Đàm Chân bắt đầu cảm thấy không chống đỡ được. Y dù có Ngư Long Nguyên Thần gia trì, nhưng về tốc độ phản ứng và công kích thì không được như Trung Nhạc. Dầm một tiếng, Đàm Chân trúng một quyền, cả người ngã xuống dưới vách núi. Trung Nhạc đạp không khí nhanh chóng đuổi theo, rồi lại đột ngột dừng lại. Lúc này những tiếng leng keng vang lên dưới vách núi, những bụi gai sắt cực lớn điên cuồng mọc lên, suýt nữa thì đâm xuyên hắn. Trung Nhạc toàn thân quấn quanh bởi giao long, hơn 10 con giao long mang theo lôi âm cuồn cuộn phóng xuống dưới, quấy vỡ bụi gai sắt. Mà hơn 1.800 vị luyện khí sĩ trên đài Linh Chi vội vàng phóng tới mép vách núi để nhìn xuống dưới, thế nhưng căn bản là không nhìn thấy gì. Nhiều luyện khí sĩ vội vàng giang đôi cánh bay ra ngoài vách núi, có người điều khiển Thương Vân cũng bay ra ngoài để xem, chỉ thấy Trung Nhạc và Đàm Chân thế nhưng lại đứng trên vách núi thẳng đứng, thân hình di chuyển nhanh chóng, vừa di chuyển vừa đánh nhau, khiến cho núi đá không ngừng rơi xuống. Cả hai di chuyển trên vách đá như đi trên mặt đất vậy, bởi cả hai đều mọc ra long chảo dưới chân để bám vào vách núi. Vách núi lại rung chuyển, từng cự mộc chui ra khỏi vách đá, hóa thành trận thế điên cuồng chuyển động, đồng thời lại có những con giao long hung ác chui ra, chống lại mật lâm kiếm trận. Hai người nhanh chóng di chuyển, cự mộc với giao long cũng di chuyển theo, đánh cho thiên hôn địa ám. Thật có bản lĩnh, Trung Sơn Thí, ngươi không hổ là đệ nhất nhân của thượng viện năm nay. Không ngờ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi tới mức này, gần như có thể sánh bằng ta rồi. Đàm Chân tự biết về tốc độ công kích và phản ứng thì mình không sánh được Trung Nhạc, bởi vậy lúc này ra tay không còn nhanh nữa mà cố gắng đạp tới mạnh. Hắn cười ha ha nói, hôm nay ta với ngươi đánh nhau không còn là vì đàn bà, cũng không phải vì ngươi đánh đường đệ của ta, mà là so tài, là thi đấu. Trung Sơn Thí, hãy dốc hết toàn lực của ngươi ra, nếu không ngươi chắc chắn sẽ thua. Ồ, ta mà dốc hết toàn lực, ngươi sợ là không chịu nổi đâu. Trung Nhạc hào khí ngút trời, cười ha ha nói. Đàm Chân kích phát Ngư Long Nguyên Thần, theo đuổi là sức mạnh cương mãnh, còn Trung Nhạc lại lấy nhanh để đánh chậm, phát huy hoàn chỉnh ưu thế của mình. Dù về sức mạnh thì Trung Nhạc không bằng Đàm Chân, thế nhưng thế công của hắn không phải là có thể dễ dàng chống đỡ được. Mà Đàm Chân có Ngư Long Nguyên Thần gia trì, khiến sức mạnh của Ngư Long Thần càng thêm mạnh hơn. Ngay cả huyền vũ kim linh thuẫn của Trung Nhạc bị hắn đánh trúng cũng xuất hiện những vết rạn. Cho dù thân thể của Trung Nhạc mạnh mẽ, có thể so được với võ đạo tông sư, nhưng nếu trúng một quyền của Đàm Chân thì cũng không thể chịu được. Không chỉ như vậy, kiếm khí của cả hai cũng bay quanh đối phương hòng tìm sơ hở. Đàm Chân và Trung Nhạc đều lấy nguyên thần điều khiển kiếm khí. Kiếm khí của Đàm Chân là lông vũ trên đôi cánh chim sau lưng, số lượng nhiều. Còn kiếm khí của Trung Nhạc chỉ có hai đạo, thế nhưng chất lượng lại cao. Trung tâm kiếm khí của hắn là kiếm văn của Đại Tự Tại kiếm khí. Cho dù kiếm khí của Đàm Chân có nhiều hơn nữa thì chất lượng cũng không nhiều hơn hai đạo kiếm khí này của Trung Nhạc được. Đột nhiên hai người từ vách núi bay lên trời, một kẻ đạp không bay lên, kẻ kia thì vỗ cánh. Cả hai như hai tia sáng quấn lấy nhau, đủ loại kiếm khí tung bay hoa cả mắt. Hai người từ giữa không trung ngã xuống, thì ra đều là bị trúng chiêu. Trung Nhạc đánh nát đôi cánh sau lưng Đàm Chân, mà Đàm Chân đánh vỡ huyền vũ kim linh thuẫn, tập trung mộc khí làm cọc đánh thẳng vào lồng ngực Trung Nhạc. Mà mộc kiếm khí của Trung Nhạc thì tìm được sơ hở của Đàm Chân. Ngay khi cánh chim của y bị đánh vỡ thì gốc cây quẹt xuống, từng đạo kiếm khí cắt qua lưng của Đàm Chân, khiến máu tươi bê bết long lân dập nát. Giữa không trung vang lên những tiếng kêu sợ hãi của các nữ đệ tử, mà hai người dù đang rơi xuống nhưng vẫn tiếp tục tấn công đối thủ. Bùm bùm, hai tiếng nổ mạnh truyền tới, hai người rơi xuống sườn núi, lại như hai con dã thú đang ẩu đả lẫn nhau giữa núi rừng, khiến cây cối đổ rạp thành từng mảng, bụi đất mờ mịt bao phủ mấy dặm. Đột nhiên từ trong bụi đất có một bàn tay giơ lên rồi nhấn mạnh xuống dưới, bụi mù đầy trời lập tức rơi xuống đất, không khí trở lại trong lành. Trung Nhạc dùng một chưởng áp chế bụi đất, rồi quay sang nhìn khắp nơi, rốt cuộc phát hiện chỗ của Đàm Chân, mà Đàm Chân cũng lập tức phát hiện ra hắn. Hai người toàn thân là máu, thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hai người cùng cúi người xuống, đặt bàn tay của mình lên trên mặt đất. Lôi dao, thiết kinh.
Đàm Chân và Trung Nhạc cùng thét lên, mặt đất chấn động. Những mảng bụi gai thay thế rừng cây từ trong núi đá đột ngột mọc lên, đâm tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, những con giao long chui ra khỏi mặt đất, mở cái miệng to cắn tới Đàm Chân. Hai người đồng thời bay lên trên không trung, cùng cúi xuống nhìn. Chỉ thấy lúc này các bụi gai sắt keng keng sinh trưởng đâm tới Trung Nhạc, mà giao long lôi văn thì ngửa đầu mở to mồm đập tới Đàm Chân. Kim kiếm khí chùy phá thiên khung. Đàm Chân cười ha ha, đột nhiên giơ tay chảo lấy. Mảng bụi gai sắt kia rầm rầm bay lên, hóa thành một cái hình nón cực lớn như tháp sắt hình chùy, hung hăng đâm tới phía Trung Nhạc, dường như muốn ghim hắn vào giữa không trung vậy. Trung Sơn Thí, không ngờ chứ gì, rừng bụi gai này của ta không chỉ đơn thuần là trận pháp đâu, mà đồng thời là kim kiếm khí mà ta khổ cực luyện nên. Long tướng kiếm khí. Nguyên thần của Trung Nhạc điều khiển long tướng kiếm khí, tinh khí thần thú ùa tới, khiến đạo kiếm khí này càng lúc càng lớn, như một con long tướng thật sự, lấy cứng chọi cứng với kiếm khí hình nón kia. Lập tức long tướng kiếm khí bị thiết chủy đâm rách, bên ngoài thân thể Trung Nhạc lập tức xuất hiện huyền vũ đồ đằng, đồng thời từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn xuất hiện nghênh đón. Thiết chỉ kia liên tục đâm rách 6 tấm huyền vũ kim linh thuẫn tới gần người Trung Nhạc. Cùng lúc đó, đám giao long dưới chân Đàm Chân đột nhiên biến nhỏ lại như tơ tằm. 64 con giao long hóa thành 64 kiếm khí nhỏ như tơ tằm cuốn tới Đàm Chân. Kiếm ti đại trận của Thủy Đô Thị sao? Không, không phải, là bôn lôi kiếm quyết. Ngươi luyện bôn lôi kiếm khí và giao long nhiễu thể thành tơ kiếm, sau đó dùng kiếm ti đại trận để thúc giục. Trong đó có kèm thêm pháp môn điều khiển của Quân Sơn Thị sao? Đàm Chân khiếp sợ, những sợi tơ kiếm bay vòng xung quanh người y, xoẹt xoẹt cắt vỡ đôi cánh của y, cắt vỡ thuẫn văn quanh thân của y, rồi kéo y vào trong kiếm trận. Lại nói lúc bấy giờ, trán của Đàm Chân toát ra mồ hôi lạnh. 64 sợi tơ kiếm cùng đánh tới, tuy không tinh diệu bằng kiếm ti đại trận chính tông của Thủy Đồ Thị, nhưng lại dung hợp pháp môn khống chế kiếm của Quân Sơn Thị. Pháp môn khống kiếm của Quân Tư Tà chính là từ Quân Sơn Thị luyện thành dây đàn giết người trong vô hình. Trung Nhạc kết hợp bôn lôi kiếm khí và giao long đồ đằng tạo nên tơ kiếm có chứa uy lực của lôi đình, mặc dù không bằng chân truyền của Quân Sơn Thị và Thủy Đồ Thị nhưng cũng rất nguy hiểm. Tơ kiếm vô thanh vô tức cắt phá thuẫn văn xung quanh người của Đàm Chân, cũng lặng lẽ cắt nát đôi cánh của y, hệt như đang cắt đậu phụ vậy. Đột nhiên thiết chùy dừng ngay trước người Trung Nhạc, mà 64 đạo kiếm khí giống như tơ tằm kia cũng đột ngột dừng lại, không giết chết Đàm Chân. Đã không có mối thù sâu nặng như biển, vậy thì... Trung Nhạc và Đàm Chân đồng thời mỉm cười. Trung Nhạc giơ tay thu tơ kiếm lại, Đàm Chân cũng thu hồi thiết chùy cười nói: đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sợ là phải dùng tới hồn binh mới phân được thắng bại, mà ta với ngươi đều không mang theo hồn binh, mà cũng chẳng phải huyết thải thâm kiều gì cả, không cần phải ngươi chết ta sống như vậy. Giải tán, tất cả giải tán đi, ta không đánh lại Trung sư đệ, các ngươi cũng vậy thôi. Y phất phất tay với mọi người cười nói: hay là các ngươi cho rằng các ngươi mạnh hơn ta sao? Tất cả giải tán đi. Hai mươi mấy tên luyện khí sĩ khiêu chiến Trung Nhạc kia mặt đỏ bừng lặng lẽ rời đi. Thác Vô Lự chần chừ một lát rồi cũng quay người bước đi. Đàm Chân có tu vi cao hơn gã, thực lực cũng mạnh hơn gã, nay ngay cả Đàm Chân cũng không làm gì được Trung Nhạc, gã tất nhiên cũng không làm gì được, mà lại có hiểm nghi ỷ đông hiếp yếu, gã có niềm kiêu ngạo của riêng mình, không muốn làm như vậy. Tám vị đường chủ nội môn đều toát mồ hôi lạnh, thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến vừa rồi giữa Trung Nhạc và Đàm Chân thật quá dữ dội, thi nhau đưa sát chiêu ra, suýt nữa thì giết người. Nhưng tới thời khắc cuối cùng, cả hai đều thua tay lại, nếu không lúc này trên mặt đất đã có hai thi thể rồi. Dù vậy, Trung Nhạc và Đàm Chân vì chúng nhiều trưởng nên trên người có khá nhiều miệng vết thương. Đột nhiên giọng nói đầy thất vọng của Hiếu Sơ Tình vang lên: đường đường nhân tộc, thậm chí cả tính người cũng đều không có. Thủy tỷ tỷ suýt thì bị kẻ này giết đi, ngọc nát thương tan, vậy mà không có ai dám ra mặt thay cho Thủy tỷ tỷ sao? Trung Nhạc quay sang nhìn ả, mỉm cười nói: Hiếu sư muội muốn ra mặt thay cho Thủy sư muội, sao không tự mình ra tay đi? Hiếu Sơ Tình chớp mắt
cố kìm nén lại, bật cười nói: Người ta sợ lại dẫm vào vết xe đổ của vị hoàng sư tỷ ban nãy thôi, bị sư huynh đánh nát hết y phục, phải trốn trong điện không dám ra ngoài. Mấy tên luyện khí sĩ trẻ tuổi nghe vậy thì hừng hực máu lửa, tưởng tượng cảnh cô thiếu nữ này bị Trung Nhạc dùng kiếm khí lột sạch quần áo. Yêu nghiệt mà. Trung Nhạc thu tầm mắt lại, tám vị đường chủ vội vã bước tới, đuổi đám đông đi, rồi gọi Trung Nhạc và Đàm Chân lại, mắng cho một trận mới ra lệnh nói: Đàm Chân, tụ tập người đánh lộn, làm hỏng đai và điện tiếp khách của kiếm môn. Ngươi là đệ tử chung của tám đường, nên tám vị đường chủ chúng ta phạt ngươi phải tu sửa đai, đai cỏ linh chi và điện tiếp khách này, tới bát đường làm cu ly 10 ngày. Đàm Chân lập tức nhăn cả mặt mày lại, kêu oang oác: Thưa các vị sư phụ, điện tiếp khách là bị Trung sư đệ phá hỏng mà. Tám vị đường chủ liếc nhau, kiếm khí đường chủ gọi Trung Nhạc rồi nói: Trung Nhạc, hôm nay chúng ta muốn phạt ngươi. À mà đúng rồi, ngươi là đệ tử của đường nào vậy? Nếu không phải đệ tử của kiếm khí đường ta thì ta không thể phạt ngươi. Trung Nhạc khom người chào các vị đường chủ rồi đáp: Bẩm các vị đường chủ, đệ tử tới nay chưa vào một đường nào của nội môn cả. Vậy hãy gia nhập kiếm khí đường của ta đi. Kiếm khí đường chủ hớn hở nói: Nếu ngươi gia nhập kiếm khí đường, ta sẽ miễn việc trừng phạt ngày hôm nay, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Hãy vào trận văn đường. Trận văn đường ta chưa bao giờ trừng phạt thể xác đệ tử cả. Kiếm tâm đường ta xưa nay luôn quan ái đệ tử, đủ loại săn sóc cả, đủ loại quan tâm. Hãy vào luyện binh đường. Ưu đãi của luyện binh đường ta là tốt nhất trong tám đường, có thể sử dụng bất cứ tài liệu luyện chế hồn binh nào. Lãng phí thật đáng xấu hổ. Luyện binh đường chúng ta lấy đáng xấu hổ mà làm vinh quang. Đàm Chân nghẹn họng nhìn tám vị đường chủ đang dốc sức mời mọc Trung Nhạc vào đường khẩu của bọn họ, cả giận kêu to: Các vị sư phụ bất công vừa vừa thôi. Chớ có lên tiếng. Kiếm tâm đường chủ nói nhỏ: Giờ hắn chưa phải đệ tử của chúng ta không có tư cách xử phạt hắn. Hắn làm hỏng đồ, người phụ trách quản giáo hắn chỉ có trưởng lão thôi. Phòng trưởng lão là kẻ lười, sẽ không xử phạt hắn ta đâu. Đợi hắn gia nhập các đường rồi, chúng ta mới có tư cách mà trừng phạt. Nội môn có 8 đường, do mỗi một vị đường chủ phụ trách. Kiếm tâm đường chủ chỉ dạy đệ tử kiếm khí đường, đồ linh đường thì chỉ dạy đệ tử kiếm tâm đường, tránh cho quyền lực và trách nhiệm bị xung đột. Đây chính là quy định của nội môn, mà đệ tử nội môn thường tự chọn đường nào mà mình có hứng thú để gia nhập. Từ khi kiếm môn thành lập tới nay, chưa có đệ tử nào mà không gia nhập bất kỳ một đường nào, mà Trung Nhạc lại là người đầu tiên đã tu luyện tới thoát thai cảnh mà chưa từng gia nhập một đường nào. Mặc dù những đường chủ này muốn trừng phạt hắn, thế nhưng không có quyền. Người có quyền ở đây là phong trưởng lão, nhưng phong trưởng lão hiển nhiên sẽ không làm gì. Cho dù Trung Nhạc có chọc thủng trời, ông ta cũng sẽ chẳng ngó ngàng. Vừa rồi tám vị đường chủ hỏi lão gia tử, phong lão gia tử đã đáp: Nội môn có gần 2000 đệ tử, mới đánh có mười mấy người, chả có chết ai cả. Cần gì phải ta tự mình khiển trách hắn đấy? Chờ hắn đánh chết khoảng 1000 người thế này thì hãy gọi ta. Mà Trung Nhạc có thể đánh ngang tài ngang sức với Đàm Chân, chắc chắn là đệ tử có thiên tư hơn người. Ai mà chả yêu người tài, nên tám vị đường chủ đều muốn kéo hắn về làm môn hạ của mình. Về lần trừng phạt này thì coi như bỏ qua, nhưng nếu lần sau Trung Nhạc lại vi phạm thì đã có tư cách để xử phạt hắn. Trung Nhạc nhìn tám vị đường chủ đang cười tủm tỉm, cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì, bèn dò hỏi: Các vị đường chủ, nếu đệ tử không gia nhập các đường, có thể tới các đường nghe giảng được hay không? Phi thức đường chủ chần chừ đáp: Điều này dường như nội môn không có quy định là không thể đi nghe giảng. Ồ, như vậy ta sẽ không gia nhập các đường nữa. Trung Nhạc quả quyết nói. Bảy vị đường chủ kia hận không thể kéo phi tức đường chủ ra đấm cho một trận, lòng thầm oán hận: Tiểu tử này là kẻ dám cả gan xông vào nữ viện giữa đêm khuya, khó quản giáo được, mà ngươi lại đi nói mấy lời này ra. Giờ thì hay rồi, ngoài trưởng lão ra chẳng ai có tư cách quản giáo hắn ta cả. Không biết tiểu tử này sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. Tám vị đường chủ đi rồi, Đàm Chân thở phào nhẹ nhõm, bước tới cạnh Trung Nhạc, thấp giọng nói:
Trung sư đệ, cô nhóc khiếu sơ tình kia có thủ án gì với ngươi ư? Các ngươi từng gặp nhau rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu đáp. Chưa từng gặp bao giờ, nhưng nàng ta rất muốn chém đầu ta, mà ta cũng rất muốn chém đầu á. Đàm Chân hoảng sợ vội nói. Này Trung sư đệ, ngươi chặt đầu nữ nhân thành nghiện rồi sao? Lần trước ngươi suýt nữa thì chém bay đầu thủy thanh niên. Đầu nữ nhân không phải để chém chơi, có hiểu không? Mà dùng để đánh ngất rồi kéo về nhà kìa. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa khen ngợi nói. Nhạc tiểu tứ, Hàn Đàm thị này rất hợp với ý của ta đấy. Năm đó ta với người thừa kế Tân Hỏa tiền nhiệm cũng đã làm như vậy. Ừ, hắn là một mầm giống tốt đây mà. Trung Nhạc bó tay không biết nói gì hơn. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện bèn hỏi. À, Đàm sư huynh, hình như hiểu rất rõ về kiếm kiến, kiếm pháp của Thủy Đồ thị thì phải. Vừa rồi, khi thấy ta thi triển tơ kiếm, người đã nói rằng kiếm pháp Thủy Đồ thị của ta chỉ có vẻ bề ngoài. Ờ thì ta là con rể của Thủy Đồ thị mà, tất nhiên có hiểu biết về kiếm pháp của Thủy Đồ thị rồi. Đàm Chân cười nói. Kiếm kiến 64 thức, kiếm pháp khống chế kiếm kiến cũng có 64 thức. Từ thức đầu tiên tới thức thứ 64 đều do Thủy Đồ thị trưởng lão Thủy Tử An sáng tạo nên. Đây chính là tuyệt học không chuyển ra ngoài của Thủy Đồ thị. Ta đã đính thân với cô nương Thủy Đồ thị nên học được 27 thức đầu của 64 thức kia. Thế nhưng kiếm lục thập tứ thức không cùng đường với ta, nên ta không thi triển được kiếm pháp này. À mà đúng rồi, Trung sư đệ còn học pháp môn khống kiếm của Quân Sơn thị nữa phải không? Ta cũng đã đính thân với cô nương Quân Sơn thị, học được mấy pháp môn của Quân Sơn thị. Thấy kiếm pháp của ngươi rất giống cầm âm khống kiếm của Quân Tư ta. Trung Nhạc ngạc nhiên thất thanh nói. Ngươi đã đính hôn với cô nương của Thủy Đồ thị rồi mà lại còn đính thân với cô nương của Quân Sơn thị sao? Sao có thể đính hôn được hai lần như vậy? Đàm Chân liền đắc chí nói. Ngoài Quân Sơn thị với Thủy Đồ thị ra, ta còn đính thân với cả các cô nương Đào Lâm thị, Hữu Ngô thị và Lê Sơn thị nữa kìa. Trong thập đại thị tộc thì ta đã đánh chiếm được 5 rồi. Nếu không phải cô nương Lôi Hồ thị trông như một con gấu chó thì ta còn định đính hôn với cả Lôi Hồ thị nữa kìa. Trung Nhạc trợn tròn mắt nhìn y, y bèn cười nói tiếp. Trung sư đệ, các đại thị tộc đều muốn hùng cứ một phương, mãi mãi không suy sụp, tất nhiên phải mượn sức của những đệ tử trẻ tuổi của các đại thị tộc rồi. Mà bọn họ có truyền công đường riêng của mình, người khác không thể gia nhập. Nếu muốn vào học thì chỉ có thể trở thành con rể của bọn họ mà thôi. Vừa hay ta có mối quan hệ tốt đẹp với vài nữ đệ tử của ngũ đại thị tộc, vì thế trong cùng một ngày ta tới cả năm thị tộc ấy cầu thân, bọn họ liền đồng ý ngay. Tới ngày hôm sau, khi biết ta cầu thân cả năm nhà nhưng đã đồng ý rồi, có hối hận thì cũng đã muộn. Vì thế ta liền trở thành con rể của cả năm thị tộc. Sao còn có thể như vậy được ư? Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại thị tộc không giết luôn ngươi ư? Điều này thì không, nhưng năm sư muội sư tỷ kia suýt nữa thì giết ta rồi. Đàm Chân ảo não nói. Đàm sư huynh, ngươi dạy ta kiếm lục thập tứ thức đi, ta dạy ngươi pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư có được không? Trung Nhạc chớp mắt cười nói. Ngươi phù hợp với đấu pháp chiến đấu của võ đạo tông sư hơn, mà ta thì phù hợp với kiếm lục thập tứ thức hơn. Trao đổi lẫn nhau, cả hai chúng ta không ai thiệt cả, mà còn khiến thực lực tăng vọt. Đàm Chân sớm đã thèm thuồng pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư, nghe vậy thì rất hào hứng, thế nhưng lại chần chừ. Hey, kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đồ thị không thể chuyển ra ngoài. Nếu mà chuyển ra ngoài bị Thủy Đồ thị truy cứu thì... Trung Nhạc cười nói. Chúng ta chỉ trao đổi tâm đắc thôi, nghiệm chứng sở học giữa đệ tử với nhau, hẳn là không tính là truyền thụ ra ngoài. Đàm Chân nghe vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Hẳn là không tính truyền thụ ra ngoài. Nào, tới động phủ của ngươi, chúng ta cẩn thận nghiên cứu nào. Cũng trong lúc đó, Thủy Thanh Nghiên nhíu mày nhìn Hiếu Sơ Tình nói. Hiếu Sơ Tình, người lỗ mãng quá rồi, lại đi châm ngòi luyện khí sĩ nội môn về công Trung Sơn Thí ngay trước mặt mọi người, là rút dây động rừng khiến hắn phòng bị ngươi. Này, hắn đã nghi ngờ ngươi rồi, muốn giết hắn ta đã không dễ, lại càng không dễ rồi. Lão mẫu đã hiểu nhầm ta rồi. Hiếu Sơ Tình bật cười nói. Người ta chẳng qua muốn xả giận thay cho lão mẫu mà thôi. Cơ mà lần này Trung Sơn Thị kia ra tay,
cũng khiến ta có chút thu hoạch rồi. Cao tầng của tộc ta để cho ta tới tra cứu kẻ cứu đi quân Tư Tà là ai, mà người nó dùng dao long để di chuyển. Trên mặt đất cũng có để lại dấu vết dao long, mà Trung Sơn Thị này lại giỏi về điều khiển dao long, rất đáng nghi ngờ. Ý ngươi là người cách đây không lâu đã tới Đại Nguyên Hoang Địa cứu quân Tư Tà là Trung Sơn Thị sao? Thủy Thanh Niên lắp bắp kinh hãi, suy tính rồi nói: không thể nào, số luyện khí sĩ trong núi kiếm môn này lấy long làm thần thông không hề ít ỏi. Đoạn thời gian đó Trung Sơn Thị đang ở trong Linh Không Điện tìm hiểu linh, sao có thể chạy tới yêu tộc được đây? Hơn nữa kiếm môn không thể nào phái một tên tiểu tử mới ngộ ra linh vào nhóm cường giả tới cứu quân Tư Tà kia được, dẫu sao cũng phải phái đường chủ, trưởng lão gì đó đi mới phải. Hiếu Sơ Tình cũng nhíu mày suy tư nói: người nó thông qua núi lửa trong lòng cô Hà Thành chuyển tống tới mặt trăng, rồi lại từ mặt trăng trở về núi lửa, sau đó liền phát hiện ra tung tích của hắn ở Đại Nguyên Hoang Địa. Kẻ này hẳn là trùng hợp gặp được quân Tư Tà đang trọng thương sắp chết rồi, chứ thực sự không phải kiếm môn phải hắn ta ra tiếp ứng đâu. Mà theo dấu vết chiến đấu ở Đại Nguyên Hoang Địa, người này hoàn toàn có tu vi thoát thai cánh, cho nên hắn nhất định thuộc nội môn của kiếm môn. Bởi vậy ta mới vào nội môn để tra xét một lần. Nhưng nếu khi đó Trung Sơn Thị mà ở Linh Không Điện, có lẽ không có khả năng chạy tới yêu tộc được. Hai nữ tử, một là thần của ma tộc, một là thiếu nữ thần tộc, nhưng đều không nghĩ ra nổi vấn đề này. Thủy Thanh Nghiên đột nhiên nói: thần sứ từng ra tay với Trung Nhạc, tình hình cụ thể thì phải hỏi thần sứ mới có thể biết được. Trong khoảng thời gian này Trung Nhạc có rời khỏi kiếm môn hay không? Thần sứ ư? Hiếu Sơ Tình chớp mắt, hiển nhiên có chút kiêng kỵ vị thần sứ phụ trách đại hoang, nàng cười nói: chỉ là việc còn con, không cần phải làm phiền thần sứ đâu. Người nó để lại dấu chân trên mặt trăng, chỉ cần xem dấu chân của Trung Sơn Thị là biết có phải hắn hay không. Mà vừa rồi hắn đấu với Đàm Chân Thị, để lại không ít dấu chân trên vách đá đâu. Thủy Thanh Niên nhìn nàng ta một cái, lòng cảnh giác thầm nghĩ: nữ tử thần tộc này dường như không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài, không thể khinh thường. Nàng ta vừa tới liền lấy lòng ta, đoán chừng là biết thế lực của mình ở kiếm môn nhỏ bé, thực lực cũng không mạnh, nên muốn kéo ta nhập bọn để đối kháng với vị thần sứ ẩn nấp trong kiếm môn. Thật biết tính toán mà. Hai nữ tử bay tới vách núi đá, cẩn thận quan sát, rồi sắc mặt cô nào cũng đen kịt lại. Hóa ra dấu chân trên vách đá có không ít, nhưng ngoài dấu chân của Đàm Chân ra thì không có dấu chân của Trung Nhạc, chỉ có những vết chảo cực lớn của Giao Long, hẳn là để lại khi Trung Nhạc dùng tinh thần lực hóa thành long chảo ở đôi chân mình. Ta không tin Trung Sơn Thị với Đàm Chân đánh nhau lâu như vậy mà không để lại dấu chân nào. Hiếu Sơ Tình hạ xuống núi rừng nơi Trung Nhạc và Đàm Chân giao thủ, sắc mặt lại đen lại, bởi nơi này hỗn độn vô cùng, mà nơi giao thủ lại chỉ có một trường ấn thật lớn, chính là trường ấn khi Trung Nhạc dùng tay đẩy tan bụi mù, mà dấu chân lại không có cái nào. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc này rất đáng hoài nghi, không thể hắn sẽ không xóa đi tất cả các dấu chân của mình. Thủy Thanh Niên suy tư nói: nếu hắn để lại một hai dấu chân thì còn đỡ, nhưng hắn cố tình xóa hết đi, chắc chắn là có vấn đề. Hiếu Sơ Tình gật đầu: sở dĩ ta muốn để lộ ra linh hồn nguyệt diệu của ta ngay trước mặt tất cả luyện khí sĩ nội môn là muốn dụ người nọ ra, làm người nọ biết ta sẽ phòng bị ta vạn phần. Hắn càng phòng bị sẽ càng dễ lộ dấu vết ra để ta phát hiện. Mà tên Trung Sơn Thí, Trung Nhạc này đã để lộ dấu vết ra rồi, rất đáng nghi. Tiếc là hắn không để lộ hồn binh. Trên trận chiến ở Đại Nguyên Hoang Địa có dấu vết của hồn binh, nếu thấy hồn binh là biết ngay có phải hắn hay không thôi. Thủy Thanh Niên nghi ngờ hỏi: hồn binh ư? Kẻ ở Đại Nguyên Hoang Địa kia khi giao thủ với luyện khí sĩ yêu tộc đã để lại dấu vết của hai món hồn binh. Một món là hồn binh có dấu nhiều kiếm khí ở trong, món kia là một thanh đao. Hiếu Sơ Tình chớp mắt nói: nếu Trung Sơn Thị dùng hồn binh là có thể xác định được rồi, tiếc rằng hắn khi đánh nhau với Đàm Chân lại không dùng cái nào. Thủy Thanh Niên cười khanh khách nói: điều khiến ta tò mò là tại sao thần tộc Hiếu Mang lại truy sát một tên tiểu quỷ nhân tộc đi qua mặt trăng. Sơ Tình có thể nói cho ta biết được hay không? Hiếu Sơ Tình cũng cười đáp: tình hình cụ thể thì ta cũng không rõ, ta chỉ phụng lệnh làm việc thôi.
Hai thiếu nữ nhìn nhau, cũng biết cả hai đều không tin tưởng đối phương. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đồ Thị quả nhiên là tuyệt học nhất đẳng mà. Có trách kiếm kiến của Thủy Trường Lão Thủy Tử An lại xếp vào một trong 10 hung binh. Thủy Tử An Trường Lão quả nhiên có tài hoa hơn người. Lại nói lúc bấy giờ Trung Nhạc và Đàm Chân trao đổi với nhau, cuối cùng hắn cũng được 27 thức đầu tiên của kiếm lục thập tứ thức. Kiếm lục thập tứ thức là phương pháp bày ra sát trận điều khiển 64 thanh kiếm kiển, cũng chính là kiếm trận, là một loại kiếm pháp cực kỳ nguy hiểm. Trung Nhạc từng giao thủ với đệ tử Thủy Đồ Thị như Thủy Thanh Hà, không hề xa lạ loại kiếm pháp này. Lúc ấy Trung Nhạc chưa nhìn ra điểm hay của loại kiếm pháp này, nhưng sau khi trao đổi với Đàm Chân được kiếm quyết đầy đủ của 27 thức đầu, hắn mới biết kiếm lục thập tứ thức này khủng bố cỡ nào. Muốn phát huy được loại kiếm pháp này phải dùng tơ kiếm kiếm kiển. Khi giao chiến với Trung Nhạc, đám người Thủy Thanh Hà chỉ dùng thủy kiếm khí bình thường, cho dù uy lực hay sự biến hóa của kiếm pháp thì đều vô cùng bình thường. Nhưng nếu dùng loại hồn binh như kiếm kiển thì uy lực của kiếm pháp sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, kiếm thế trở nên vô cùng quỷ dị, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Mạnh nhất là kiếm nhất thức thao túng một sợi tơ kiếm, kiếm nhị thức thao túng hai sợi, dần tăng lên. Kiếm trận càng lúc càng phức tạp. Đến kiếm nhị thập thất thức, kiếm trận đã phức tạp tới mức đại nhật nguyên thần của Trung Nhạc cũng khó mà điều khiển được. Tới kiếm lục thập tứ thức, sợ rằng yêu cầu với nguyên thần cũng đạt tới mức biến thái. Khó trách Đàm sư huynh nói kiếm lục thập tứ thức không phù hợp với con đường của hắn ta. Con đường của hắn là đi theo cương mãnh bá đạo, mà kiếm lục thập tứ thức này lại đi theo con đường biến hóa, yêu cầu năng lực khống chế và tính toán thuộc hàng biến thái. Không có tư chất về mặt này thì có mất bao lâu cũng không học nổi. Trung Nhạc thầm nghĩ, 27 thức kiếm này rơi vào trong tay Đàm Chân sư huynh đúng là phí của trời mà, phải vào tay của ta mới có thể phát huy được uy lực cao nhất được. Đàm Chân cũng được như ước nguyện, học được pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư. Y tinh thông rất nhiều công pháp của các đại thị tộc, khiến đủ loại đồ đằng văn hiện ra bề ngoài làn da, thậm chí còn khắc cả tinh thần lực trong xương cốt của mình. Đạp không bước đi, hưng phấn thi triển các loại công pháp mà võ đạo tông sư mới thi triển ra được, đánh cho không khí nổ đùng đùng, uy thế kinh người. Nhất là y học được công pháp và ngư long đồ đằng từ Hữu Ngưu Thị, khiến toàn thân phủ kiến long lân thuẫn, trong cơ thể ngập tràn quá lực, nên thực lực về mặt cận chiến phải nói là mạnh mẽ hơn Trung Nhạc rất nhiều. Tu vi y vốn cao hơn Trung Nhạc, giờ phút này được thêm pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư nên càng như hổ mọc thêm cánh. Nhưng khuyết điểm của Đàm Chân cũng vô cùng rõ ràng, y không có pháp môn luyện thể thượng thừa, suy cho cùng y chỉ dựa vào phương thức của luyện khí sĩ để tăng khí lực của mình lên, chứ không phải thân thể của y được như vậy. Mà đại nhật bảo chiếu quyết của Trung Nhạc mới là luyện thể diệu quyết chân chính, khiến thân thể mạnh như võ đạo tông sư. Trung sư đệ à, được pháp môn này của võ đạo tông sư, ta có thể leo lên ít nhất là 5 vị trí nữa trên bảng Long Hổ rồi. Đàm Chân cười ha ha, hạ xuống đất nói, Trung sư đệ, giờ ta đi khiêu chiến mấy người xếp hạng trên ta trong bảng Long Hổ đấy, có muốn đi cùng không? Với thực lực của ngươi hiện giờ thì cũng có thể xếp vào top 30 rồi đấy. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, kiếm nhị thập thất thức này khá là khó học, ta còn cần thời gian mới có thể nghiên cứu thấu triệt được. Hơn nữa, ta cũng không thể thi chiến kiếm nhị thập thất thức này trong lúc khiêu chiến được, khiến cho Thủy Đồ Thị thấy ta thi triển kiếm pháp này thì sẽ đoán ra sư huynh đã dạy cho ta không tốt chút nào. Trung sư đệ suy nghĩ cho ta, ngu huynh vô cùng cảm tạ. Đàm Chân đi ra ngoài cười nói, ta đi khiêu chiến đây, hãy chờ tin tốt lành từ ta. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, sau đó quay về động phủ thấp giọng nói, hơn nữa việc ta học được kiếm nhị thập thất thức này không thể để cho Hiếu Sơ Tình biết được. Hiện giờ chắc là Hiếu Sơ Tình đã phát hiện ra dấu vết của ta để lại rồi. Lúc giao chiến với Đàm Chân sư huynh, ta không để lại dấu chân nào, cũng không sử dụng hồn binh, nhưng càng như vậy sẽ khiến cho nàng ta hoài nghi nhiều, sau đó chờ khi ta xuống núi nàng ta sẽ đuổi theo. Hắn nhếch môi cười, Hiếu Sơ Tình, ta đang tạo cơ hội cho ngươi nhìn thấu ta, đồng thời cũng tạo cơ hội cho ta giết ngươi, mong là ngươi nắm cho thật chặt vào. Trung Nhạc tĩnh tâm trở lại, cẩn thận nghiên cứu các loại biến hóa của kiếm nhị thập thất thức.
muốn học 27 kiếm thức này không phải là chuyện đơn giản. Thủy Tử An trưởng lão tài hoa hơn người, kiếm pháp mà ông ta tạo nên có thể học thông thuộc được trong vài ngày, thì kiếm kiển đã không được gọi là một trong 10 loại hung binh. Dầm một tiếng, Trung Nhạc phóng tinh thần lực từ trong thức hải ra, tạo nên sóng nước bay lên không trung, hóa thành một con cực mãng dài tới mấy trăm trượng, bay lượn trên không trung thức hải. Biến hóa khôn lường, hiển nhiên là hắn quan tưởng kiếm nhất thức biến hóa diễn luyện trong thức hải. Muốn giết Thiếu Sơ Tình phải dựa vào kiếm nhĩ thập thất thức rồi. Trên không trung thức hải, cự mãng quay cuồng thi triển ra kiếm ý và biến hóa của kiếm nhất thức. Qua không biết bao lâu, đột nhiên một con cự mãng khác lại bay ra từ trong thức hải. Song mãng bay múa tạo nên kiếm trận, biến hóa lại càng nhiều hơn. Lại không lâu sau, con đại mãng thứ ba bay ra, gia nhập vào kiếm trận. Trung Nhạc tập trung diễn luyện, đồng thời suy tính ảo diệu và biến hóa giấu trong kiếm nhị thập thất thức này. Số đại mãng do tinh thần lực biến ra cũng dần tăng lên. Mỗi lần tăng thêm một con, có nghĩa là hắn đã nắm giữ được thêm một thức kiếm nữa, bắt đầu nghiên cứu thức kiếm tiếp theo. Thời gian từng ngày trôi đi, trong thức hải của Trung Nhạc đã có 20 con đại mãng. Hắn đã diễn luyện tới kiếm nhị thập thất thức. Lượng biến hóa của 20 thức kiếm này khiến đầu óc của hắn chịu tải cực nặng nề. Tòa sắt trận này biến hóa quá nhiều, lại còn phải khống chế tơ kiếm một cách tinh chuẩn, khiến hắn cảm thấy vô cùng quá sức. Tuy Trung Nhạc có ấn tượng không tốt với Thủy Tử An, thậm chí cho rằng ông ta chính là phản đồ của kiếm môn, thế nhưng cũng không khỏi bội phục vị trưởng lão này. Không ngờ ông ta lại có thể sáng tạo ra được loại kiếm trận biến thái như thế. Kiếm nhị thập thức này cũng đủ dùng rồi. Trung Nhạc đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói: bởi vì kiếm khí của ta chỉ có 20 đạo, 18 đạo san hô kiếm khí, một long tướng kiếm khí và một mộc kiếm khí. Tân Hỏa bỗng chợt lên tiếng: Nhạc tiểu tử, muốn giết tiểu bỏ cái thần tộc kia, ngươi sử dụng kiếm nhị thập thức sẽ không làm được đâu, thế nhưng kiếm tứ thức có khi lại có cơ hội. Sao, kiếm tứ thức ư? Trung Nhạc giật mình cười nói: Tân Hỏa, uy lực của kiếm nhị thập thức mạnh hơn kiếm tứ thức không biết bao nhiêu lần. Vì sao kiếm nhị thập thức không giết được á, mà kiếm tứ thức lại làm được vậy? Bởi vì trong 20 đạo kiếm khí của ngươi, chỉ có long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí mới phá vỡ được phòng ngự của tiểu bò cái thần tộc hiếu mang này thôi. Có thể uy hiếp được tính mạng thì chỉ có long tướng kiếm khí kia. Tân Hỏa quả quyết nói: về 18 đạo san hô kiếm khí kia thì là thứ rắc rưởi, không thể đả thương được cả chút nào. Hiếu Sơ Tình riêng về tu vi đã cao hơn ngươi rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn ngươi, mà Nguyệt Linh lại vô cùng mạnh. Kiếm nhị thập thức chỉ có thể để đánh bất ngờ, nhưng 18 đạo rắc rưởi kia thì bị nàng ta phá dễ dàng thôi. Kiếm nhị thập thức sẽ bị phá, không thể chói được á. Trung Nhạc nghe vậy hiểu rằng Tân Hỏa nói không hề sai. Uy lực của san hô kiếm khí quá yếu, nếu cố dùng kiếm nhị thập thức thì sẽ tạo nên lỗ hổng lớn, uy lực lại chẳng bằng kiếm nhị thức được. Cho nên ta mới nói rằng kiếm tứ thức có thể giết được á. Tân Hỏa cười nói: luyện 18 đạo san hô kiếm khí của ngươi thành một sẽ khiến cho đạo kiếm khí này có uy lực không thua long tướng kiếm khí, sẽ uy hiếp được tiểu bò cái thần tộc kia. Trung Nhạc gật đầu đồng ý nói: đây mới là đạo kiếm khí thứ ba, vậy còn cái thứ tư là gì? Cái thứ tư chính là quan tưởng kiếm khí của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn trong cơ thể ngươi, đó chính là đạo kiếm khí thứ tư. Đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, là thứ có uy lực lớn nhất với tiểu bò cái thần tộc kia. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu nói: được, ta sẽ dùng kiếm tứ thức chém đầu á tiểu bò cái thần tộc kia. Môn chủ kiếm môn truyền thụ cho hắn đạo điêu khắc, trong đó có dấu thuật luyện bảo đồ linh, lại thêm kiếm văn của đại tự tại kiếm khí. Việc trùng luyện 18 đạo kiếm khí của san hô đỏ kia không mấy khó khăn. Trung Nhạc lập tức rút 18 đạo kiếm khí ra khỏi gốc san hô, lấy kiếm văn đồ đằng tới trùng cấu san hô kiếm khí, bắt đầu ngưng luyện 18 đạo san hô kiếm khí, mất một thời gian mới luyện chúng thành một được. Mà để hóa thành kim kiếm khí của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn, hắn cũng trùng luyện nên kim kiếm khí. Trung Nhạc thí nghiệm vài lần, thấy đạo kim kiếm khí hóa thành Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn rồi lại biến thành kim kiếm khí cực kỳ thông thuận, không hề bị cản trở. Mà khi hóa thành Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn thì lực phòng ngự còn mạnh hơn cả trước, lòng không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ.
Đại tự tại kiếm khí quả nhiên không hổ là cái tên đại tự tại, lại còn có thể biến hóa như vậy. Kiếm văn của đại tự tại kiếm khí là một loại đồ đằng cực kỳ phức tạp và biến hóa vô cùng đa dạng. Loại đồ đằng văn này có thể trở thành cơ sở để tạo nên những loại đồ đằng văn khác. Ví dụ như hắn luyện kim khí thành kiếm khí, mà thứ tạo nên kiếm khí chính là những mảng kiếm văn cực nhỏ. Mà hóa thành huyền vũ kim linh thuẫn thì kiếm khí hợp thành 46 đạo huyền vũ đồ đằng văn, khiến huyền vũ kim linh thuẫn có được lực phòng ngự mạnh hơn hẳn. Nếu dùng ở long văn đồ đằng, đại nhật đồ đằng thì liệu có khiến uy lực của chúng tăng lên hay không đấy? Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu thực hiện. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng kiếm văn có thể khiến sức công kích và phòng ngự của long văn đồ đằng tăng lên rất nhiều, nhưng lại không thể thay đổi được uy lực của đại nhật đồ đằng. Khó trách tại sao môn chủ lại nói đại nhật bảo chiếu quyết là diệu quyết luyện thể nhất đắng. Xem ra môn đại nhật bảo chiếu quyết này là tuyệt học, có thể sánh được với đại tự tại kiếm khí, cho nên đại tự tại kiếm khí mới không thể tạo nên đồ đằng của đại nhật bảo chiếu quyết được. Trung Nhạc cẩn thận tính toán thầm nghĩ, nhất định phải học được đồ đằng của Tam Túc Kim Ô. Chỉ có học được pháp môn chiến đấu phi hành thì phần thắng mới cao, mà không lo để cho Hiếu Sơ Tình chạy thoát được. Hắn tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, cắt một khối núi đá khỏi bức tường dựng đứng. Hắn dùng kiếm khí cẩn thận điêu khắc, nghiên cứu huyền diệu trong đồ đằng của Tam Túc Kim Ô. Nửa tháng sau, Trung Nhạc ra khỏi động phủ, thấy nội môn vô cùng náo nhiệt, hỏi thăm mới biết gần đây Đàm Chân khiêu chiến cao thủ trên bảng Long Hổ, dấy lên dao động không nhỏ. Y từ vị trí thứ 32 mà nhảy lên vị trí thứ 27, hiện đang khiêu chiến với người đứng ở vị trí thứ 26. Kẻ có thể đứng trên bảng Long Hổ đều là biến thái cả. Năm xưa ở Thượng Viện đều là nhân vật số 1, số 2. Tiến vào nội viện đã lâu rồi, tu vi càng thêm thâm hậu. Đàm Chân sư huynh mới vào nội môn hơn 2 năm lại có thể liên tục đánh bại 5 người, thực lực quả nhiên tiến bộ thần tốc mà. Không ít kẻ thấy Đàm sư huynh lợi hại như vậy cũng chạy tới khiêu chiến, định leo lên bảng. Tiếc là Trung Sơn Thị không có tới. Với thực lực của hắn, sợ rằng lên bảng cũng không phải việc khó khăn gì. Trung Nhạc biết với thực lực hiện giờ của hắn, muốn lên bảng Long Hổ là việc dễ dàng. Nhưng nếu không sử dụng kiếm tứ thức thì phòng trừng thua kém Đàm Chân, mà nếu sử dụng nó thì sẽ khiến cho Hiếu Sơ Tình có phòng bị với kiếm tứ thức này. Lần này bảng Long Hổ thay đổi bất ngờ quá, mà đáng chú ý nhất không phải Đàm Chân sư huynh, mà là Thủy Thanh Niên sư muội và Hiếu Sơ Tình sư muội. Nghe nói Thủy sư muội vừa tung kiếm kiển ra, 20 vị sư huynh xếp trên nàng ta đều không muốn giao chiến nữa cả. Mà Hiếu Sơ Tình sư muội lại dựa vào bản lĩnh thật sự, chứ không phải dựa vào 10 hung binh, đang tiến gần tới vị trí của Đàm Chân sư huynh rồi. Mau, mau tới Tinh Không Điện. Hiếu Sơ Tình sư muội chuẩn bị khiêu chiến Điển Tướng Tông, đứng vị trí thứ 28 trên bảng Long Hổ rồi. Điển Tướng Tông là đệ đệ của Điển Diễn Tông, cách đây không lâu đã bại dưới tay Đàm Chân sư huynh. Phỏng chừng lần này sẽ tiếp tục thua thôi, bị đẩy xuống vị trí thứ 29 mất thôi. Nội viện lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Đám luyện khí sĩ nội môn đều chạy tới Tinh Không Điện. Nơi đó là nơi tranh đấu của đệ tử nội môn. Thường ngày đệ tử nội môn ít khi so đấu, nên chẳng có luyện khí sĩ nào tới đó tranh tài cả. Từ trận chiến giữa Trung Nhạc và Đàm Chân phá hỏng điện tiếp khách, đã mang tới cho kiếm môn luồng không khí khiêu chiến. Tinh Không Điện được mở ra, lúc nào cũng có đệ tử nội môn tới đó ước chiến, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trung Nhạc cũng đi tới Tinh Không Điện, lòng thầm nghĩ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiếu Sơ Tình đã hiểu sơ qua về bản lĩnh của ta, nhưng ta không biết á có thần thông với hồn binh gì, ta phải biết bản lĩnh thực sự của ả là gì. Trung sư huynh. Chưa bước vào Tinh Không Điện, Trung Nhạc liền nghe được một tiếng gọi đầy vui mừng. Hắn quay lại nhìn thì thấy một bà già với mặt mày cao có, hệt như ai cũng nợ tiền bà ta, đang đẩy một chiếc xe lăn tới. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn đang vui mừng giục giã bà già đẩy xe tới chỗ hắn. Ồ, Cấm Nhi sư muội ư? Trung Nhạc kinh ngạc hỏi, chân của sư muội vẫn chưa khỏi sao? Kiếm quyết mà sư huynh dạy cho ta thật quá lợi hại, chỉ là bệnh đã quá nặng rồi nên chưa thể luyện hóa được hết mộc khí tích lũy trong cơ thể. Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn tới bên cạnh hắn, tim đập thình thịch nói, cách đây không lâu muội nghe nói sư huynh giao thủ với người ta ở nội viện, liền dục Lộc bà tới tìm sư huynh để nói lời cảm ơn.
chỉ là Lộc bà nói rằng nữ hài tử phải rụt rè nên mới không tới tìm sư huynh. Lộc bà đen mặt lại, hừ lạnh nói: cô nương không rụt rè, hắn tưởng cô nương là hạng dễ dãi, đùa bỡn xong sẽ vứt bỏ cô nương ngay. Khâu Cấm Nhi đỏ bừng mặt, lặng lẽ liếc Trung Nhạc, lại thấy hắn đang không yên lòng, bỗng thấy mất mát. Trung Nhạc cười nói: Cấm Nhi sư muội, ta lên định vào Tinh Không Điện xem trận chiến giữa Hiếu Sơ Tình và Điền Tướng Tông, chi bằng chúng ta cùng đi. Khâu Cấm Nhi gật đầu, cả ba người tiến vào Tinh Không Điện. Lộc bà nói nhỏ: cô nương, thấy hắn lo lắng thế này, Hiếu Sơ Tình quá nữa là tiểu tình nhân của hắn rồi. Khâu Cấm Nhi cúi đầu: Trung sư huynh với ta không có quan hệ gì, huynh ấy có thích nữ hài tử khác cũng không liên quan gì tới ta cả. Chém chết là được rồi. Lộc bà tiếp tục nói: năm đó phu nhân làm vậy ở chính nơi này, lão gia Đoàn Mệnh hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, đụng bông hoa nào phu nhân chém bông hoa ấy, dính cọng cỏ nào phu nhân chém cọng cỏ ấy, sau này lão gia Đoàn Mệnh không dám hái hoa ngắt cỏ nữa. Tinh Không Điện hệt như sao trời, được xây dựng bên vách đá ở sân cốc, ngoài điện là những thạch đài như có ngôi sao trên bầu trời, mà trong hẻm núi là chiến trường. Bên dưới thạch đài có khắc đồ đằng văn kỳ dị tạo nên trận thế, biến nơi này trở nên vô cùng vững chãi. Người tham chiến có mà phá hỏng được cảnh vật ở nơi đây. Bên trong sân cốc khá phức tạp, có núi có sông. Đây là bắt chước hoàn cảnh chiến đấu thực tế, khiến hai bên có thể quyết đấu trong núi rừng hoặc là trên bầu trời. Mà người xem chiến thì có thể tới thạch đài và phía trước Tinh Không Điện để xem. Khi Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tới đây, cuộc chiến đã gần tới hồi kết. Trận chiến giữa Hiếu Sơ Tình và Điền Tướng Tông thực sự không cân xứng. Đồ đằng đầu linh của Điền Phong Thị là Thụ Thần, đứng ở kiếm môn nhìn ra đại hoang sẽ thấy một gốc cây cổ thụ cao tới vạn trượng. Đó chính là nơi ở của Điền Phong Thị, mà gốc cây cổ thụ kia chính là đồ đằng đầu linh của Điền Phong Thị, được tộc nhân Điền Phong Thị cúi bái hàng vạn năm, làm cho nó vẫn luôn xanh ngát. Điền Tướng Tông cảm ứng Thụ Thần, hình thành Thụ Thần Nguyên Thần, nhưng ở trước mặt Hiếu Sơ Tình thì chẳng có tác dụng gì. Thần thông của Hiếu Sơ Tình có uy lực cực mạnh, nhất là ở trước mặt linh của ả. Linh của Hiếu Sơ Tình chính là Nguyệt Linh. Điền Tướng Tông chỉ khiến ả dùng hình thái thứ nhất của Nguyệt Linh, một vầng trăng rọi sáng càn khôn. Các loại thần thông quan tưởng xuất phát ra từ giữa mặt trăng, khiến uy lực mạnh tới khó tin, cứ thế mà đánh bại Điền Tướng Tông. Hiếu Sơ Tình quả nhiên là mạnh, không biết hình thái thứ hai của Nguyệt Linh của ả sẽ là gì đấy. Trung Nhạc híp mắt nhìn thiếu nữ bên người, bỗng nghĩ tới gì đó, bèn cười nói: Cấm Nhi sư muội, có thể giúp phi huynh một chuyện nhỏ được không? Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: sư huynh muốn ta làm gì, ta đều đồng ý cả mà. Lộc bà vội nháy mắt ra hiệu cho thiếu nữ, lòng thầm nghĩ: cô nương ngốc ơi, cô nương đáp ứng nhanh như vậy sao? Hắn sẽ nhanh chóng bỏ rơi cô nương thôi. Trung Nhạc nhìn về Hiếu Sơ Tình nói: sư muội, ta biết thực lực chân chính của Hiếu Sơ Tình, không biết sư muội có thể ép nàng ta phải thi triển ra hình thái thứ hai của Nguyệt Linh được không? Khâu Cấm Nhi tò mò, không hiểu sao Trung Nhạc lại muốn nhìn thấy hình thái thứ hai của linh của Hiếu Sơ Tình, nhưng vẫn cười nói: Hiếu sư muội có thực lực rất mạnh, không biết muội có thể ép nàng ta phải đánh tận lực ra không, nhưng cứ thử xem sao. Lộc bà bèn hưng phấn truyền âm: cô nương, nhân cơ hội giết chết á là mất đi một địch thủ rồi. Bà, đây chỉ là đồng môn so đấu thôi, chứ không phải tranh giành tình nhân. Khâu Cấm Nhi giờ khóc giờ cười, lập tức điều khiển xe lăn bay ra. Hiếu sư muội, Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi khiêu chiến với sư muội đây. Giọng nàng không lớn, nhưng truyền tới từng ngóc ngách trong sân cốc và Tinh Không Điện. Hàng trăm luyện khí sĩ tụ tập trong Tinh Không Điện đang hoan hô reo mừng cho chiến thắng của Hiếu Sơ Tình. Nghe thấy giọng nói này thì đều quay ra nhìn. Vì hàng năm không ra ngoài nên sắc mặt của Khâu Cấm Nhi có phần tái nhợt, thế nhưng vẻ đẹp của nàng lại không hề thua kém Thủy Thanh Niên và Hiếu Sơ Tình. Nàng trông yếu ớt khiến người ta thật muốn bảo vệ. Tiếng hoan hô dần tắt, không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào người Khâu Cấm Nhi, thầm khen dung nhan mỹ lệ xuất trần của nàng. Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi ư? Chẳng lẽ là vị linh thể trời sinh thứ năm của kiếm môn ta sao? Vị có tiên thiên mộc linh thể sao? Những tiếng bàn tán xôn xao khắp những tòa thạch đài trong Tinh Không Điện.
ai nấy đều hưng phấn không thôi. Tiên Thiên Mộc Linh Thể và Tiên Thiên Nguyệt Linh Thể, trận chiến này ắt hẳn là một trận long tranh hổ đấu, mà lại còn là trận chiến giữa hai thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ tới thôi cũng khiến người ta kích động. Nhưng Khâu Cấm Nhi ngồi xe lăn nên không ai coi trọng nàng cho lắm. Hơn nữa, nghe đồn là thiếu nữ Khâu Đản Thị này yếu ớt hay bệnh, ít khi ra khỏi Thần Dương Điện, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, hơn phân nửa không phải là đối thủ của Hiếu Sơ Tình. Khâu Sư Tỷ, Mộc Linh Thể sao? Hiếu Sơ Tình bay lên khỏi đáy cốc, đứng đối diện với Khâu Cấm Nhi ở giữa không trung. Sau đầu ả là một vầng minh nguyệt chiếu rọi, khiến cho ả trông vô cùng thánh khiết. Ả cười nói: Sư Tỷ, chân của Sư Tỷ không tiến, lỡ tiểu muội khiến Sư Tỷ bị thương thì không được tốt cho lắm đâu. Khâu Cấm Nhi cười nói: Sư muội yên tâm, ta có năng lực bảo vệ bản thân mình mà. Mà trên thạch đài nơi Trung Nhạc đang đứng, Lộc Bà giơ tay làm động tác cắt cổ với Khâu Cấm Nhi, ý bảo nàng hãy ra tay tiêu diệt tình địch. Khâu Cấm Nhi chớp chớp mắt hỏi: Hiếu sư muội có nghênh chiến không? Đồng môn luận bàn, há có thể né tránh đây. Hiếu Sơ Tình biết trận này sẽ khiến nàng ta vang danh khắp kiếm môn. Nếu thắng Khâu Cấm Nhi sẽ khiến luyện ký sĩ trong kiếm môn coi mình thành nữ thần, sẽ có càng nhiều ủng hộ, mà những người đó chính là lợi khí giúp nàng sống yên ổn ở kiếm môn và có thể chống lại thần sứ. Thần sứ có địa vị khá cao ở kiếm môn, khó mà dung chuyển được. Nếu ả có được nhiều người ủng hộ như vậy, lại xử lý được kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng kia, thần tộc Hiếu Mang tất sẽ triệu hồi thần sứ trở về để ả đảm đương trọng trách này, khiến địa vị và quyền lực của ả sẽ như nước lên thuyền lên. Bên trong Tinh Không Điện, Thủy Thanh Niên đột nhiên cười nói: Thần sứ đại nhân, xem ra địa vị của ngươi gặp nguy hiểm rồi. Nếu Hiếu Sơ Tình thắng Khâu Cấm Nhi, sẽ được nhiều luyện khí sĩ của kiếm môn ủng hộ. Tìm được tên luyện khí sĩ nhân tộc kia thì sợ rằng vị trí thần sứ này sẽ đổi chủ mất thôi. Ở sau lưng của mụ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng mờ. Trong bóng mờ ấy là một đôi mắt như ngọn lửa xanh lục sâu thẳm. Thần sứ lạnh nhạt nói: Lão mẫu định ủng hộ cho nó sao? Hiếu Sơ Tình quá bộc lộ bản thân rồi, muốn thay vị trí của ta thì còn rất non. Nếu nàng ta làm được chuyện khiến cao tầng thần tộc các ngươi hài lòng, thay thế ngươi chẳng phải chỉ là một lời của cao tầng kia thôi sao? Thủy Thanh Niên cười nói, giọng nói kia hừ lạnh: Nếu lão mẫu coi trọng á mà xem thường ta, chỉ có thể nói là trí tuệ của lão mẫu thật khiến ta thất vọng. Thủy Thanh Niên quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng tối kia lui đi như thủy triều, không còn dấu vết, không khỏi lắc đầu: Đúng là kẻ khiến người ta không nhìn thấu mà. Lúc này bên ngoài, Hiếu Sư Tình cười nói: Mời Khâu Sư Tỷ. Được. Khâu Cấm Nhi lập tức động tâm niệm, vô số tiếng gầm rú rào rào vang lên. Chỉ thấy trong sân cốc vô số dây leo điên cuồng sinh trưởng, ngay lập tức bắn tới Hiếu Sơ Tình. Trên những dây leo to đùng đó phủ kín lưu tinh đồ đằng văn, thậm chí còn sáng loáng như kim loại. Hiếu Sơ Tình đứng nghiêm bất động, mặt trăng sau đầu từ từ chuyển động, từng đạo thần thông bắn ra chém tới mấy cây dây. Nàng cười nói: Sư tỷ đi đứng không tiến, như vậy ta cũng đứng nghiêm mà so đấu với sư tỷ. Khâu Cấm Nhi mỉm cười, sau lưng đột nhiên hiện lên một ngôi sao, hóa ra chính là Mộc Diệu Tinh. Từng đạo kiếm khí bắn ra từ bên trong, trông nhỏ bé nhưng lại mang theo uy lực không gì sánh nổi, quét tới phía Hiếu Sơ Tình. Nàng đạt được kiếm văn của Đại Tự Tại kiếm khí mà Trung Nhạc truyền thụ cho, nên trình độ về mộc kiếm khí cao hơn Trung Nhạc rất nhiều. Lần này nàng thi triển mộc kiếm khí khiến Hiếu Sơ Tình sắc mặt biến đổi. Mặt trăng sau lưng của ả phải tỏa sáng, bắn ra từng đạo nguyệt quang kiếm khí để ngăn cản mộc kiếm khí. Giữa không trung vang lên những tiếng ầm ầm, kiếm khí của hai thiếu nữ đụng vào nhau khiến sân cốc chấn động không thôi. Đám luyện khí sĩ đều khiếp sợ, bởi mỗi một chiêu ấy thôi có khi bọn họ không thể chống đỡ được. Giữa không trung càng lúc càng nhiều dây leo, những dây leo to đan thành cái võng. Phía trước Tinh Không Điện như biến thành một khu rừng rậm rạp nguyên thủy, cành lá dây dợ trăng khắp nơi. Con người bước vào nơi này sẽ trở nên nhỏ bé đi rất nhiều lần. Xe lăn của Khâu Cấm Nhi hạ xuống một chiếc lá, mà hoa văn trên lá cũng lại là đồ đằng văn. Nàng giơ một bàn tay chùm lên đằng diệp, dây leo co rỗi như rồng như mãng không ngừng đâm tới phía Hiếu Sơ Tình. Cùng lúc đó, từng đạo mộc kiếm khí theo dây leo bao phủ khắp không trung đồng loạt tấn công Hiếu Sơ Tình
với thế công vô cùng mãnh liệt, khiến người ta xem mà hoa mắt. Dây leo đan thành võng nên chỗ nào cũng có thể bắn ra mộc kiếm khí. Hiếu Sơ Tình hệt như một con sâu rơi vào mạng nhện, nguy hiểm trùng trùng. Hiếu Sơ Tình lại biến sắc mặt, cảm thấy khá là khó chơi. Ả dám khẳng định tu vi của Khâu Cấm Nhi cao hơn ả rất nhiều, uy lực của mộc kiếm khí cũng mạnh ghê gớm. Nếu ả tiếp tục thi triển hình thái thứ nhất của Nguyệt Linh thì chắc chắn sẽ thua. Hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, Tinh Nguyệt Ngọc Thiểm. Hiếu Sơ Tình khẽ quát, vầng trăng sau đầu ả lập tức càng lúc càng sáng. Ánh sáng trăng bắt đầu tuôn trào, từng vầng trăng sáng bay ra, có tất cả là 6 vầng trăng sáng. Bên trong xuất hiện những đạo đồ đằng văn hình ngũ giác. Mọi người còn đang mải mê quan sát đồ đằng văn có hình ngũ giác tinh kia thì thấy 6 vầng trăng sáng này không phải là trăng mà là 6 con mắt. Sau lưng Hiếu Sơ Tình, nguyên thần Tinh Nguyệt Ngọc Thiểm xuất hiện, chính là hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, Tinh Nguyệt Ngọc Thiểm Thử. Nguyên thần này vừa xuất hiện, mở 6 con mắt ra, khiến không khí ầm ầm chấn động. Ánh trăng như nước bắt đầu trào ra, giữ lại những đạo mộc kiếm khí đang bắn tới. Hiếu Sơ Tình thở phào một hơi, lập tức phản kích. Tinh Nguyệt Ngọc Thiểm Thử há mồm, một cái lưỡi dài như kiếm vẽ nên một đường cong quét tới Khâu Cấm Nhi. Lại đúng lúc này, mộc diệu tinh sau lưng Khâu Cấm Nhi cũng biến đổi, hóa thành một con huyền điểu. Huyền điểu dương cánh, những chiếc lông vũ sắc bén như kiếm được phóng ra. Hình thái thứ hai của Mộc Diệu Linh, Nguyên Thần Huyền Điểu. Hai nguyên thần va vào nhau, vang lên những tiếng ầm ầm chấn động khắp nơi. Hiếu Sơ Tình bị chấn cho lảo đảo lùi ra sau. Trong giây lát, mắt lóe tinh quang nhưng lại lập tức ném xuống, ả cười nói: "Khâu sư tỷ hãy dừng tay, tiểu muội bị đánh cho lui rồi, tự nhận không địch lại nổi sư tỷ." Khâu Cấm Nhi vội thu nguyên thần huyền điểu của mình cười nói: "Sư muội còn dư lực, hơn nữa vừa rồi ngươi chỉ đứng im tại chỗ mà đấu với ta nên không coi là thua." Hiếu Sơ Tình sảng khoái nói: "Ta di chuyển coi như là đã thua rồi, sư tỷ có tu vi cao siêu hơn ta, Sơ Tình cam bái hạ phong." Khâu Cấm Nhi tán đi đám dây leo trong sân cốc, mà xe lăn cũng từ từ di chuyển trở về bên cạnh Trung Nhạc. Hiếu Sơ Tình nhìn Trung Nhạc rồi mỉm cười đầy ngọt ngào, cũng rời khỏi sân cốc bay tới tinh không điện. Trên từng tòa thạch đài vang lên những tiếng than thở, có người khen ngợi: "Khâu Cấm Nhi sư muội quả nhiên lợi hại, không hổ là mộc linh thể trời sinh, dù sao cũng vào nội môn nhiều năm nên tu vi lại càng thêm hùng hậu." Có kẻ lại khen rằng: "Hiếu sư muội cũng rộng lượng, phong thái hơn người, không hề di chuyển mà giao chiến với Khâu sư muội, bị đẩy lui 2 bước liền nhận thua, thật hào sáng đại khí, nếu là người khác có khi mở miệng tranh cãi rồi." Hai bên đều có người ủng hộ nhưng cũng đều khen ngợi hai cô gái: "Nàng ta chưa đánh hết sức." Khâu Cấm Nhi nói nhỏ với Trung Nhạc: "Muội cảm nhận được khi nàng ta thi triển hình thái thứ hai bị muội đẩy lui thì trong cơ thể có thoát ra một loại dao động năng lượng rất kỳ lạ, định bùng nổ thế nhưng lại bị nàng ta áp chế lại. Nếu nàng ta thi triển cái đó chưa chắc muội đã thắng được." "Sao? Năng lượng kỳ lạ ư? Ngay cả sư muội cũng không thể thắng sao?" Trung Nhạc nghe mà khiếp sợ, bởi nay mộc kiếm khí của Khâu Cấm Nhi thiên biến vạn hóa, mạnh hơn mộc kiếm khí của hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Trung Nhạc dốc hết sức mà ứng phó, dùng kiếm tứ thức thì chưa chắc đã khống chế được Khâu Cấm Nhi. Nhưng Khâu Cấm Nhi lại nói, trong cơ thể của Hiếu Sơ Tình có một loại năng lượng kỳ lạ, khá là khủng bố. Như vậy nghĩa là Hiếu Sơ Tình ẩn giấu thực lực của mình. Liệu kiếm tứ thức có giết được ả hay không, khó mà nói rõ được. "Nhạc tiểu tử, năng lượng mà ả che giấu là năng lượng bản thể của thần tộc Khiếu Mang, cực kỳ đáng sợ." Giọng nói của Tân Hỏa đột nhiên truyền tới: "Năng lượng thần tộc trong cơ thể của ả còn mạnh hơn cả sức mạnh của Nguyệt Linh của ả kia." Trung Nhạc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Khâu Cấm Nhi tò mò hỏi: "Trung sư huynh, tại sao lại muốn muội đi thử thực lực của nàng ta vậy?" Trung Nhạc cười nói: "Nếu ta nói ta muốn giết nàng ta, muội chắc chắn là không tin phải không?" Khâu Cấm Nhi gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc: "Trung sư huynh tốt như vậy, sao có thể giết người cho được? Hơn nữa Hiếu sư muội vừa xinh đẹp vừa tốt bụng mà." Trung Nhạc gãi gãi đầu: "Ta giỡn với muội ấy mà, kỳ thực ta muốn xem thực lực của Cấm Nhi sư muội đã đạt tới mức độ nào rồi. Hôm nay trời đẹp thật, sư muội hai ta chẳng mấy khi gặp nhau,
chi bằng ta đưa muội ra ngoài đi ngắm cảnh trí của kiếm môn vậy. Khâu Cấm Nhi lòng vui vẻ, vội gật đầu, lại quay sang nói với Lộc bà bà, Trung sư huynh muốn đưa ta ra ngoài đi dạo, bà cứ về trước đi. Trên khuôn mặt già nua của Lộc bà không hiện chút cảm xúc nào, nhưng khi Trung Nhạc đẩy xe lăn đi thì bà này lẽo đẽo theo sau. Khâu Cấm Nhi không nhịn được mà nói: bà, Trung sư huynh sẽ đưa ta trở về mà. Cô nương, lão thân sợ hắn sẽ bắt nạt cô nương. Lộc bà đem hết tất cả nghi ngờ viết lên khuôn mặt của mình, lại hung tợn chừng Trung Nhạc một cái rồi nói: lỡ hắn thú tính lên, cô nương thân thể không tiện, bị hắn đẩy ngã rồi liền không phản kháng được, chỉ có thể tùy theo hắn thôi. Năm đó phu nhân gặp nạn là ở ngay chỗ này này. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười: Lộc bà à, nơi đây là nội môn, nhiều người như vậy ta nào dám sằng bậy, cho nên lão thần mới nói là ngươi nổi cơn thú tính mà. Lộc bà híp mắt nói: kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.